Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 81. Giang Sách cũng không hàm hồ, nói thẳng ra cái từ kia, nuôi Nga chàng. Nuôi Nga chàng. 12 cô gái sẽ bị giam giữ tại loại này địa phương. Thánh nữ nhíu mày một cái, nói rằng, nuôi Nga chàng kỳ thực đang ở phụ cận, khoảng cách không hề xa chút nào, nếu như nữ hài tử bị giam ở nơi nào, chẳng phải là rất dễ dàng đã bị phát hiện. Giang Sách giải thích, cái này có thể không phải nhất định, cái này gọi là đứng ở sau đèn thì tối, càng là địa phương nguy hiểm càng là an toàn, lại có bao nhiêu người có thể nghĩ đến nữ hài tử sẽ bị nhốt tại nuôi Nga chàng. Thánh nữ lại hỏi, có thể hay không mời Giang tiên sinh giải thích một chút, tại sao phải có suy đoán như vậy? Giang Sách dựng lên ba ngón tay, còn nhớ rõ ta trước nhắc tới ba cái điều kiện sao? Đệ nhất, giam giữ cô gái địa phương khẳng định lớn, đệ nhị, cái chỗ này muốn cũng đủ lệch, cô gái tiếng gào sẽ không bị phát hiện, đệ tam, nhiều như vậy nữ hải muốn ăn cơm, thức ăn số lượng nhất định rất lớn. Thánh nữ nói rằng, nuôi Nga chàng chỉ thỏa mãn điều kiện thứ nhất a. Phía sau hai điều kiện dường như căn bản cũng không phù hợp a. Giang Sách lắc đầu, chậm rãi giải thích. Kỳ thực muốn cho cô gái tiếng gào không bị phát hiện, ngoại trừ rất hẻo lánh ở ngoài, còn có một loại phương thức cũng có thể làm được. Đó chính là rất ồn ào. Vừa mới Giang Sách bọn họ đã đi qua nuôi Nga chàng, chỗ đó quả thực xảo đầu đều phải nổ. Ngay cả mặt đối mặt đứng nói, đều cần gân giọng kêu. Cứ như vậy dạng một chỗ, nếu như nhốt 12 một cô gái, các nàng coi như là la rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được a. Thanh âm của các nàng, hoàn toàn bị ngàn vạn chỉ lớn Nga tiếng gào bao trùm lại rồi. Điểm này, là trước kia bọn họ căn bản không có nghĩ đến, hoàn toàn sao lãng. Một điểm cuối cùng thức ăn số lượng. Thánh nữ nói rằng, người của ta đã đi nghe ngóng, nuôi Nga chàng thức ăn số lượng căn bản cũng không có tăng a, đại gia bình thường ăn bao nhiêu bây giờ còn ăn bao nhiêu, không có bất kỳ dị thường. Nghe thế, Giang Sách nở nụ cười, đây chính là hung thủ cao minh nhất địa phương, thánh nữ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên chỉ nghe nuôi Nga chàng loài người thức ăn số lượng a. Nếu không, đâu? Thánh nữ trả lời hình như là chuyện đương nhiên, thế nhưng nếu không? Đầu ba chữ mới vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được không đúng. Các loại, ngươi là nói. Thánh nữ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Phải biết rằng, đây chính là nuôi Nga chàng, ngoại trừ làm cho ăn thức ăn ở ngoài, còn có cho lớn Nga ăn thức ăn. Nói cách khác thức ăn gia súc. Đương nhiên, nơi này thức ăn gia súc kỳ thực có rất nhiều chủng loại, ngoại trừ nhân loại bình thường ăn không hết này động vật thức ăn gia súc ở ngoài, thật ra thì vẫn là có một chút là nhân loại có thể ăn. Tỉ như cây ngô. Nuôi Nga chàng có ngàn vạn chỉ lớn Nga, mỗi ngày muốn ăn vô số thức ăn gia súc, nếu như xuất ra một bộ phận vội tới nữ hài tử đó ăn, căn bản cũng sẽ không bị phát hiện. Dù sao cho nữ hài tử ăn những thứ này, cùng chỉnh thể so với, căn bản cũng không gọi cái chuyện này. Nghe thế, thánh nữ vừa vội vừa tức, nói rằng, nói cách khác, hung thủ đem các nữ hài tử toàn bộ đều giam giữ đang nuôi Nga chàng, sau đó mỗi ngày cho các nàng ăn lớn Nga thức ăn gia súc. Loại chuyện như vậy, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tức giận không ngớt. Thánh nữ đứng lên, nghĩa phẫn điền ưng nói rằng, ta hiện tại cũng làm người ta đi điều tra nuôi Nga chàng. Đem nơi đó bay lên cuối cùng nhi hướng lên trời, nhất định phải đem các nữ hài tử toàn bộ đều cứu ra. Đối với cái này dạng hành vi, Giang Sách phi thường kiên định trả lời ba chữ, không thể. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Giang Sách trên người, vì sao không thể? Không phải đều biết các nữ hài tử giam giữ địa chỉ sao? Còn phải chờ cái gì? Giang Sách giải thích, kỳ thực ta vừa mới đang nuôi Nga chàng lại cảm nhận được cổ sát khí kia. Cùng trước cảm nhận được giống nhau như đúc, có thể nói, hung thủ vẫn ở bên người chúng ta nhìn ta chằm chằm nhóm. Nếu như chúng ta có bất kỳ hành động, đều sẽ gây nên hung thủ chú ý, do đó đả thảo kinh xà. Nếu như làm tức giận hoặc là kinh động hung thủ, đến lúc đó chẳng những cứu không ra các nữ hài tử, còn có thể bức hung thủ cá chết lưới rách, nói không chừng sau đó tử thủ, đem hết thảy nữ hài đều giết sạch. Cái này, thánh nữ một lần nữa ngồi xuống. Giang Sách nói cũng không phải là không có đạo lý, có thể đủ như vậy thủ pháp đối đãi cô gái ác đồ, là đơn giản không thể làm tức giận. Được bàn bạc kỹ hơn. Giang Sách nói rằng,
phương thức tốt nhất chính là trước xác định hung thủ thân phận, bắt được hung thủ, sau đó sẽ đi cứu người, nếu như không còn cách nào xác định hung thủ, chí ít cũng phải trước đại thể xác định nuôi Nga chàng năng đủ giam giữ cô bé địa phương, sau đó tiến hành đột kích hành động. Bất quá, đột kích hành động chỉ có một lần cơ hội. Một ngày hành động, phải cứu ra nữ hài, nếu không, chúng ta có thể phải đối mặt chính là 12 cổ thi thể lạnh như băng. Giang Sách lời nói, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Đôi ngư nhanh lên nhắc nhở, vậy cũng không nên đợi, thánh nữ, nhanh lên nghĩ biện pháp đem nuôi Nga chàng bản vẽ cấu trúc cho làm ra a. Còn phải lén lút, len lén làm ra, muôn ngàn lần không thể bị người khác biết. Thánh nữ gật đầu, ngay lập tức sẽ khiến người ta đi đem nuôi Nga chàng bản vẽ cấu trúc cho lấy qua đây. Mấy người bọn hắn ở trong thánh đàn phân tích nghiên cứu, đến cùng nơi nào thích hợp giam giữ nữ hài tử, sau đó từng cái rõ ràng nhớ đi ra. Kỳ thực, nếu như là trên bản vẽ có thể tiêu ký đi ra địa phương vậy còn tốt. Sợ là sợ, giam giữ địa phương là trên bản vẽ cũng không có. Tỷ như, hung thủ đang nuôi Nga chàng len lén đào một chỗ hầm gì gì đó, vậy ngươi một chốc làm sao có thể phát hiện. Một ngày đột kích hành động thất bại, hung thủ nhất định sẽ đi hầm đem người đều cho giết sạch. Đến lúc đó sự tình khả năng liền nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ hiện nay phương thức tốt nhất hay là trước đem hung thủ tìm cho ra. Đang lúc bọn hắn thương lượng thời điểm, có thủ hạ tới gõ cửa, hơn nữa phi thường sốt ruột, nhìn dáng vẻ cũng biết nhất định lại xảy ra đại sự gì. Thánh nữ vội vàng đem bản vẽ cấu trúc thu vào, sau đó đôi ngư đi tới mở cửa. Một gã thủ hạ cuống cuồng chạy vào. Thánh nữ hỏi, làm sao như thế bối rối? Là lại xảy ra chuyện gì sao? Thủ hạ liên tục gật đầu, là, đúng vậy, lại có nữ hài tử mất tích không thấy. Cái gì? Cái này, thánh nữ cũng có chút luống cuống. Tên hung thủ này không khỏi cũng quá cuồng vọng, ở khẩn trương như vậy phòng vệ thời điểm, tên hung thủ này lại còn có thể phạm án, thật là có đủ điên cuồng. Đồng thời, hung thủ nếu lại phạm án rồi, vậy đã nói rõ bị heo ba giết chết chết Quách Giang căn bản cũng không phải là hung thủ. Quách Giang chết, thế nhưng nữ hài tử lại mất tích, cái này nói rõ Quách Giang chỉ là một đáng thương vô tội chết thảm giả. Heo ba, quả thực phạm vào sai lầm lớn. Thánh nữ sức sống hỏi, lúc này mới hơn 3 giờ chiều, ban ngày, hung thủ là làm sao đem nữ hài tử bắt đi. Thủ hạ vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta cũng không biết a. Ngược lại nữ hài tử lại đột nhiên biến mất không thấy, như trước kia giống nhau như đúc. Bất quá, bất đồng duy nhất là, lúc này đây ở hiện trường tựa hồ để lại dấu vết đánh nhau. Tranh đấu vết tích. Thánh nữ khẽ nhíu mày, đây là một cái đầu mối mới, trước kia nữ hài nhưng là trực tiếp bị bắt đi, chưa từng có lưu lại dấu vết gì. Đi hiện trường nhìn. Thánh nữ ngay lập tức sẽ ly khai hiện trường, hướng phía sự kiện phát sinh địa phương chạy tới, rất nhanh là đến hiện trường phát hiện án. Một lần này hiện trường phát hiện án là ở trong một cái ngõ hẻm. Ngõ nhỏ kỳ thực vẫn thật phóng khoáng, bình thường cũng có người trải qua, căn cứ thủ hạ siêu tập tới manh mối, lúc này đây biến mất nữ nhân nhưng thật ra là theo Kaka đi ra mua đồ. Đi tới phân nửa, Kaka đi trước đi nhà cầu rồi, sau đó muội muội liền ở lại chỗ này đợi. Vốn là nhất kiện cực kỳ phổ thông, nhìn qua căn bản cũng không có bất luận cái gì một chút vấn đề sự tình, nhưng chính là dưới tình huống như vậy xảy ra lệch lạc. Đến khi Kaka lúc trở lại, muội muội đã biến mất không thấy. Bởi vì gần nhất ở trong bộ lạc sở truyền lưu thực nữ yêu truyền thuyết, Kaka cũng sớm đã sợ hãi, lo lắng muội muội cũng là bị thực nữ yêu bắt đi, cho nên nhanh lên tìm. Kết quả hỏi rất nhiều người cũng không hỏi đi ra manh mối. Cuối cùng, hắn ở trong ngõ hẻm phát hiện em gái một khối khăn tay, đồng thời ở trong ngõ hẻm để lại dấu vết đánh nhau, nhìn ra được, muội muội đang bị mang đi trước là tiến hành qua dãy giụa. Chỉ là em gái khí lực không có hung thủ lớn, cuối cùng vẫn là bị hung thủ mang đi. Cái này ngõ nhỏ cũng không hẻo lánh, đang ở ven đường trên, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là vẫn cứ có người đi qua, nếu như muội muội cùng hung thủ ở trong ngõ hẻm tranh đấu, động tĩnh lớn như vậy đủ để kinh động đi ngang qua người. Vậy làm sao sẽ? Kaka thật sự là không nghĩ ra, muội muội rốt cuộc là làm sao biến mất. Thánh nữ đứng ở trong ngõ hẻm, nhìn, nghĩ, nhưng nàng dù sao không phải là cảnh sát, không phải trinh thám,
đối với hiện trường tình trạng, nàng kỳ thực cũng không thể nhìn ra bao nhiêu đồ đạc. Bất quá những người khác cũng không giống nhau. Cái này những người khác, chính là Giang Sách. Giang Sách nhìn chung quanh một vòng, ngồi chồm hổm xuống, đem trên mặt đất bùn đất cho khu bắt đầu một khối phóng tới trước lỗ mũi nghe nghe, cử động như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có điểm ác tâm. Bất quá, lý giải Giang Sách nhân thì sẽ biết, đây là hắn đang tìm đầu mối phương thức. Người qua sau đó, Giang Sách tựa hồ trong lòng có đáp án, phủi một cái tay, đem bùn đất cho đứng hàng rớt, sau đó lại tiếp tục quan sát. Hắn thỉnh thoảng tự muốn đem một ít việc nhỏ không đáng kể gì đó nhặt lên nhìn, khiến người ta thật là khó hiểu. Thánh nữ đi tới hỏi, Giang tiên sinh, ngài là có phát hiện gì không? Giang Sách nhìn chung quanh một chút, không nói chuyện. Ở chỗ này cũng không phải là chỗ nói chuyện, nếu như bị hung thủ nghe được, vậy coi như không xong. Sau đó, bọn họ về tới thánh đàn. Trở lại một cái, Giang Sách liền mở miệng nói, có thể khẳng định hung thủ chính là nuôi Nga chàng người. Thánh nữ vội vàng hỏi nói, vì sao khẳng định như vậy? Giang Sách giải thích, trước ta đang nuôi Nga chàng đặc biệt tra xét nơi đó bùn đất, cùng các địa phương cũng không giống nhau, mà trong ngõ hẻm vừa vặn liền có dính dạng như bùn đất, nói rõ nuôi Nga chàng người đã tiến vào ngõ nhỏ. Nuôi Nga chàng người đã tiến vào ngõ nhỏ, mà cô muội muội kia đang ở trong ngõ hẻm tiêu thất, trên thế giới thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Giải thích duy nhất, hung thủ chính là nuôi Nga chàng người, đang cùng em gái trong quá trình chiến đấu, đem đế giày bùn đất lưu tại trong ngõ hẻm. Loại này không dễ dàng phát giác tỉ mỉ, cũng chỉ có Giang Sách mới có thể phát hiện. Tiếp lấy, hắn càng là nói rằng, trừ cái đó ra, ta còn phát hiện nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cái gì? Hung thủ mặc dù có thể thuận lợi mang đi người bị hại, sợ là sử dụng một ít đặc thù hóa học thuốc thử. Lời này cũng để cho bên trong phòng người đều sửng sốt một chút. Chỉ nghe Giang Sách giải thích, là ất mê, ta ở trong ngõ hẻm nghe thấy được ất mê lưu lại tới mùi vị. Hung thủ dùng ất mê đem người bị hại mê đi sau đó mới đem người bị hại cho mang đi. Chỉ bất quá lúc này đây sinh ra một chút xíu sai lầm, mới có thể ở hiện trường để lại đầu mối. Thánh nữ càng ngày càng bội phục Giang Sách năng lực. Vừa lúc đó, bỗng nhiên, lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ân, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Thủ hạ đi qua mở cửa ra, chỉ thấy một gã nuôi Nga chàng người chăn thuê mang theo một đứa bé đứng ở cửa. Na người chăn thuê thần sắc hốt hoảng nói rằng, thánh nữ, lớn tin tức. Liễu Nhi hắn khả năng chứng kiến hung thủ. Tin tức này cũng đủ làm cho mọi người kinh ngạc. Thánh nữ hai mắt trừng lớn, nói rằng, người cũng không nên nói bậy. Có chứng cứ rõ ràng sao? Na người chăn thuê vỗ vỗ tên là Liễu Nhi tiểu hài tử, nói rằng, vừa mới ta phát hiện Liễu Nhi nằm nuôi Nga trong sàn, trên người còn có vết thương, đều chảy máu, ta liền hỏi hắn chuyện gì xảy ra, sau đó hắn nói. Người chăn thuê đẩy một cái Liễu Nhi. Liễu Nhi lúc này mới chiến căng căng nói rằng, ta thấy một cái trên mặt mang mặt nạ nam nhân đột nhiên từ nuôi Nga trong sàn vọt ra, ta hách Liễu Nhất Đại Khiêu, hỏi hắn là ai? Kết quả hắn bất chấp tất cả, đi lên liền đối với ta một trận đấm đá, cũng may thúc thúc đúng lúc chạy tới, nếu không, ta khả năng sẽ bị cái mặt nạ kia nam đánh chết. Có việc này, thánh nữ kinh ngạc không thôi. Trước bọn họ liền suy đoán hung thủ kia giấu kín với nuôi Nga trong sàn, hiện tại Liễu Nhi đang nuôi Nga chàng bị công kích, càng thêm nói rõ chuyện này tính chính xác. Xem ra, hung thủ ở cuống quýt phía dưới đem nữ hài tử dẫn vào nuôi Nga chàng. Kết quả ngoài ý muốn phía dưới bị Liễu Nhi phát hiện. Nếu như không phải là bị phát hiện đúng lúc, Liễu Nhi mệnh sợ là cũng sẽ mất tích. Thực sự là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Thánh nữ nói rằng, vậy không có gì hay chờ đợi rồi, chúng ta ngay lập tức sẽ đi hiện trường đem nữ hài tử tìm cho ra, nhất khắc cũng không thể chậm nghi. Là, thánh nữ đã không để ý tới nhiều như vậy, nếu như bây giờ còn chưa động thủ, chỉ sợ hung thủ càng ngày sẽ càng điên cuồng. Phải lập tức đi đem các nữ hài tử tìm ra. Kết quả là, thánh nữ ngay lập tức sẽ an bài thủ hạ đi nuôi Nga chàng tiến hành tìm kiếm, muốn đem nữ hài tử đó toàn bộ đều tìm cho ra. Lúc này, Giang Sách xuất phát từ hảo tâm, đi tới Liễu Nhi trước mặt, nói rằng, làm cho thúc thúc giúp người kiểm tra một chút vết thương a. Ân, tạ ơn thúc thúc. Lập tức, Giang Sách liền kiểm tra rồi đứng lên, trợ giúp Liễu Nhi xử lý vết thương đồng tiến đi băng bó.
còn như thánh nữ bọn họ, toàn bộ đều đi nuôi Nga chàng tìm kiếm các nữ hài tử hạ lạc. Không biết vì sao, Giang Sách trong đầu đột nhiên lại lóe lên một cây tuyến. Vẫn là trước cái kia tuyến. Cái kia có thể đem hung thủ bắt tới tuyến. Chỉ bất quá lúc này đây hắn không có bất kỳ động tác gì, mà là giữ vững bình tĩnh. Được rồi, như vậy thì không sao. Liễu Nhi, người tốt nhất nghỉ ngơi, trước không muốn đi trở về, nuôi Nga chàng bên kia không an toàn. Có thúc thúc bảo hộ ngươi, ngươi ở nơi này tương đối an toàn. Liễu Nhi gật đầu, tạ ơn thúc thúc. Giang Sách sờ sờ Liễu Nhi đầu, sau đó cho hắn cầm chút hoa quả làm cho hắn ăn. Mấy người bọn hắn an vị ở trong thánh đàn, giữ cửa cho đóng kỹ, sau đó đợi thánh nữ bọn họ kết quả. Tương theo như Vân Yên lặng nói rằng, hy vọng thánh nữ hành động của bọn họ có thể thuận lợi, ngàn vạn lần không nên thất bại, hung thủ nhất định phải bị đúng lúc bắt lại, muôn ngàn lần không thể để cho nàng tiếp tục thương tổn cô gái. Thời gian chờ đợi là dài dòng. Trong quá trình chờ đợi, bất chi bất giác, Tương Y Vân ngáp một cái, che miệng nói rằng, hảo khốn a, đêm qua một đêm chưa từng ngủ ngon, thật sự là có điểm buồn ngủ quá đỗi rồi. Giang Sách Tiếu nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta theo đôi ngư ở chỗ này nhìn, an toàn rất, đừng lo. Ân, ngươi nên bảo vệ tốt ta. Tương Y Vân trực tiếp nằm xuống, cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng không phải hình tượng rồi, trực tiếp đi ngủ đi qua. Sau đó qua đại khái 10 min, đôi ngư cũng bắt đầu ngáp. Không được, thống suất. Ta đêm qua cũng không còn ngủ ngon, ngày hôm nay lại bận bịu cả ngày, khốn khổ muốn chết, ta cũng muốn ngủ trước một chút. Cũng không đợi Giang Sách đồng ý, hắn dĩ nhiên cũng trực tiếp ngủ mất. Giang Sách bất đắc dĩ lắc đầu, sờ sờ Liễu Nhi đầu nói rằng, ngươi khốn không phải khốn. Liễu Nhi nhu Liễu Nhu hai mắt, gật đầu, ân, hảo khốn a, thúc thúc, ta cũng ngủ trước một chút. Nói xong, hắn liền ghé vào Giang Sách trên đùi đang ngủ. Toàn bộ trong thánh đàn cũng chỉ còn lại có Giang Sách một người còn tỉnh, bảo hộ những người khác an toàn, đại khái lại qua 5 min bộ dạng, Giang Sách cũng cảm giác vây được không được. Hắn hai mắt đã khốn không mở ra được, liên tục ngáp, cuối cùng dĩ nhiên cũng nhắm hai mắt lại, cứ như vậy đang ngủ. Cả nhà người ở bên trong, toàn bộ bộ đô đang ngủ. Ở một tiếng lại một tiếng ngáp trong, yên lặng, có một thân ảnh đứng lên, là một cái gầy yếu thấp bé thân ảnh. Một đứa bé thân ảnh. Liễu Nhi, hắn từ trong giấc ngủ đứng lên. Khóe miệng của hắn hiện lên một cười nhạt, trực tiếp đem Giang Sách tay cho lấy ra, lẩm bẩm, nhất bang ngu xuẩn, ha ha, toàn bộ bộ đồ bị lừa a. Liễu Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm Tương Y Vân trên người, nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái. Thực sự là nhân gian vưu vật a. Mỹ nhân như vậy nếu như không phải hưởng thụ nói, vậy ta đây đời coi như là sống uổng. Chỉ cần có thể hưởng dụng một lần, cuộc đời này là đủ. Lời hắn nói, hoàn toàn sẽ không như là một cái 10 tuổi hài tử lời nên nói, hoàn toàn chính là một cái thành niên nam tính mới có thể nói đi ra nói, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Chỉ thấy Liễu Nhi từng bước đi tới Tương Y Vân bên người, đang ở hắn đem cặp kia tội ác hai tay đưa về phía Tương Y Vân thời điểm, đột nhiên, người đeo chuyện sau tới một thanh âm. Liễu Nhi, người không mệt. Cái này một tiếng nói trực tiếp liền đem Liễu Nhi dọa cho hai chân run. Một người, khi hắn chuẩn bị làm chuyện xấu thời điểm bị người vạch trần, đó là khẩn trương nhất sợ nhất thời điểm, biết cảm giác thiên đô sập xuống giống nhau. Giống như là thi thời điểm bị lão sư giám khảo phát hiện ăn gian, tại nơi một sát, biết cảm giác thế giới đều sụp đổ. Thời khắc này Liễu Nhi chính là như vậy tâm tình. Hắn nuốt nước miếng một cái, tim đập cực nhanh ra tốc, bất quá. Hắn cũng chưa hoàn toàn mất lý trí, mà là như trước vẫn duy trì lãnh tĩnh. Ở ngắn ngủi sững sờ sau đó, Liễu Nhi mỉm cười xoay người, đối với đồng dạng tỉnh lại Giang Sách nói rằng, thúc thúc ngươi cũng tỉnh rồi. Vẫn là bộ kia người hiền lành nụ cười. Vẫn là cái kia hồn nhiên tiểu hài tử dáng dấp. Có ai có thể nghĩ đến, một đứa bé sẽ là hung thủ thật sự đâu. Ở Liễu Nhi xem ra, Giang Sách chính là thật vừa đúng lúc này đã tỉnh. Căn bản không khả năng phát hiện bí mật của hắn, cho nên hắn căn bản không cần khẩn trương sợ, chỉ cần đem Giang Sách cho ứng phó là được rồi. Nhưng mà, hắn cuối cùng là xem thường Giang Sách. Lúc này, chỉ thấy Giang Sách đi tới thánh đàn lư hương bên, tự tay từ bên trong nhặt lên một khối cúc áo lớn nhỏ hình tròn vật thể,
nhìn qua giống như là một cái lớn một chút viên thuốc, lúc này đang ở mạo hiểm khói trắng. Ngươi, chính là lợi dụng cái này để cho chúng ta đại gia ngủ à? Liễu Nhi sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, nhìn Giang Sách trong tay vật, tim đập cực nhanh, hắn đã ý thức được không ổn, trước mắt nam tử này tựa hồ đã nhận thấy được thân phận của mình. Nhưng là... không có lý do à? Hắn rõ ràng ẩn núp sâu như vậy, căn bản cũng không khả năng có người có thể thực sự phát hiện bí mật của hắn. Thúc thúc ngươi ở đây nói cái gì nha? Ta đều nghe không hiểu. Thực sự nghe không hiểu sao? Giang Sách Tiếu nói, thứ này là choáng váng hương, sau khi đốt có cực mạnh thôi miên tác dụng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ khiến người ta ngủ. Đặc biệt này vốn là thân thể uể oải, trong lòng mệt nhọc người, dễ dàng hơn tại loại này hương dưới tác dụng ngủ. Người ở đây mới vừa vào lúc tới liền thừa dịp mọi người không chú ý, đem hương sau khi đốt nhét vào bên trong lư hương, làm cho choáng váng hương yên cùng bên trong lư hương yên xen lẫn trong cùng nhau, có thể dùng đại gia không dễ dàng phát giác. Sau đó ở thánh nữ mang người chạy đi nuôi Nga chàng sau đó, người liền thuận tiện đối với Tương Y Vân động thủ. Liễu Nhi, thủ đoạn của ngươi thật đúng là có thể a, tâm lý tố chất rất mạnh, mạch suy nghĩ rất kín đáo. Ngay cả ta đều thiếu chút nữa gặp ngươi đạo nhi. Liễu Nhi sắc mặt triệt để thay đổi. Đúng vậy, cái này choáng váng hương chính là hắn làm ra, thế nhưng hắn không rõ Giang Sách là thế nào phát hiện. Hắn vẫn còn ở nói xạo, thúc thúc, ngươi nói ta đều nghe không hiểu. Còn phải tiếp tục trang bị. Giang Sách không vội vã đem đôi ngư, Tương Y Vân bọn họ đều cho tỉnh lại, sau đó lại cho thánh nữ thủ hạ bấm điện thoại. Đã nói một câu nói, hung thủ đã bắt được, mau trở về. Câu nói này phân lượng nặng bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Thánh nữ mang theo tất cả mọi người đã trở về, bọn họ mở ra thánh đàn đại môn. Vừa tiến đến, thánh nữ lại hỏi, Giang tiên sinh, nghe nói người bắt đến hung thủ. Giang Sách cũng không có sốt ruột trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại, thánh nữ, trước tiên là nói về vừa nói các ngươi chuyến này phát hiện a. Thánh nữ nửa vui nửa buồn nói rằng, trước bị bắt 12 cô gái, cùng với vừa mới bị bắt đi chính là cái kia nữ hài, tổng cộng 13 người, đã toàn bộ bộ đô tìm được. Thế nhưng, hung thủ nhưng không có bắt được. Căn cứ 13 một cô gái công khai, các nàng toàn bộ bộ đô là ở hôn mê dưới trạng thái bị hung thủ mang đi, căn bản là cái gì cũng không biết, hơn nữa, vừa mới bị bắt đi chính là cái kia nữ hài tử cũng nói, nàng kỳ thực căn bản cũng không có cùng hung thủ tranh đấu qua. Ta nếm thử hỏi các nàng có hay không ở bình thường thấy qua hung thủ dáng vẻ, kết quả các nàng đều biểu thị chưa có xem qua, bởi vì mỗi lần hung thủ xuất hiện trước, đều sẽ đem các nàng cho mê ngất, các nàng mỗi lần sau khi tỉnh lại, hiện trường đều có thức ăn gia súc cung các nàng ăn. Còn như hung thủ hình dạng thế nào, căn bản nhìn không thấy. Còn như đào tẩu, càng là không có khả năng, tay chân của các nàng đều bị cột, toàn bộ vây ở trong một gian phòng ngầm mặt, mặc dù liều mạng la to. Người bên ngoài cũng nghe không đến, huống chi bên ngoài còn có ngàn vạn chỉ là lớn Nga, cả ngày hoa hoa kêu loạn. Nói xong những thứ này, thánh nữ đem hy vọng ánh mắt đặt ở Giang Sách trên người, hỏi, Giang tiên sinh, ngài vừa mới trong điện thoại nói chụp được hung thủ, là thật sao? Giang Sách khẳng định gật đầu. Thánh nữ lại hỏi, Na, hung thủ ở đâu? Tại chỗ có người ngưng mắt nhìn chung, Giang Sách chậm rãi giơ tay lên. Đem ngón tay hướng về phía cách đó không xa 10 tuổi tiểu nam hài Liễu Nhi. Hắn, chính là hung thủ. Hắn, chính là thực nữ yêu. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng cái kinh ngạc há to mồm, nói không ra lời. Mặc dù là đối với Giang Sách tín nhiệm vô điều kiện đôi ngư, lúc này cũng bị Giang Sách khoa trương ngôn luận cho kinh hách không nhẹ. Một cái 10 tuổi tiểu nam hài. Làm sao có thể mắc phải nhiều như vậy vụ án bắt cóc món? Hắn có cái này lực lượng cùng tâm cơ sao? Hơn nữa, hắn mưu đồ gì đâu? Hắn mới 10 tuổi a, là có thể cái kia sao? Lập tức liền có bộ lạc tộc dân hét lớn, thần côn, phiến tử, bớt ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, cút cho ta ra bộ lạc. Những người khác nhao nhao phụ họa, cút, mau cút. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Giang Sách như vậy một ngoại nhân. Chứ ác ý công kích bọn họ bộ lạc thiện lương hài tử, đây đối với tín ngưỡng của bọn họ là một loại cực đoan không phụ trách. Đối với cái này dạng chỉ trích, Giang Sách cũng không có để ở trong lòng, trên mặt như trước thong dong chấn định. Lúc này,
Thánh nữ chậm rãi giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng. Giang tiên sinh, không phải ta không tin ngươi, mà là lời của ngươi thực sự vô cùng lớn mật, cũng là đối với chúng ta thần thủy bộ rơi một loại mạo phạm. Cũng xin ngài giải thích rõ. Nếu như ngài không thể cấp chúng ta một hợp lý giải thích, như vậy, xin mời ly khai. Làm thánh nữ, ta tuyệt đối không cho phép ngươi nói xấu chúng ta hồn nhiên hài tử hiền lành. Nhìn ra được, thánh nữ đối với tộc dân bảo hộ vẫn là tương đối đáo vị, mặc dù trước nàng như thế nào đi nữa tôn kính Giang Sách, tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, nàng vẫn biết hẳn là đứng ở lập trường gì. Giang Sách cũng không có bất luận cái gì trách cứ ý của nàng. Ở chính thức giải thích trước, ta có một việc muốn xác nhận. Giang Sách nhìn chung quanh mọi người một vòng, mỉm cười nói, cái này Liễu Nhi, hẳn không phải là các ngươi tộc dân a. Cái này, đại gia hai mặt nhìn nhau. Thánh nữ cũng là vì một trong sững sờ, sau một lát, nàng nhíu hỏi, quả thực như vậy, Liễu Nhi là 2 năm trước bị tộc dân ở bên ngoài thôn phát hiện, phụ mẫu hắn chết, một người lưu lạc tại ngoại, là chúng ta thần thủy bộ rơi chứa chấp hắn. Bất quá, hắn mặc dù không là chúng ta thần thủy bộ rơi nguyên thủy tộc dân, nhưng chúng ta lại đem hắn coi là mình ra. Giang tiên sinh, ngươi mơ tưởng làm bất luận cái gì khích bác ly gián sự tình. Giang Sách tiếu rồi cười, nói rằng, ngươi cùng với lo lắng ta sẽ khích bác ly gián, sẽ không hiếu kỳ vì sao ta sẽ biết Liễu Nhi không phải là các ngươi bộ lạc tộc dân sao. Điểm này quả thật làm cho người nghi hoặc. Thánh nữ hỏi, đúng vậy. Ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì sợ Liễu Nhi bị khi dễ, chuyện này ta là nghiêm lệnh cấm tộc dân đối ngoại đi nói. Giang Sách tiếu rồi cười, nói rằng, là bởi vì vừa mới ta tự cấp Liễu Nhi xử lý vết thương thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Thánh nữ càng thêm nghi ngờ, chỗ này để ý vết thương còn có thể phát hiện Liễu Nhi không phải thần thủy bộ rơi người. Chẳng lẽ, thần thủy bộ rơi còn có đặc thù huyết mạch vừa nói? Không có khả năng a. Thánh nữ nói rằng, mời nói cặn kẽ một điểm. Giang Sách giải thích tốt, ta liền đầu đuôi đem chân tướng của sự tình nói cho ngươi biết. Ở vừa mới ta cho Liễu Nhi xử lý vết thương thời điểm, phát hiện nhất kiện rất ý tứ sự tình. Hắn tuy là nhìn bề ngoài chỉ có 10 tuổi, thế nhưng xương của hắn linh, cũng đã có 30 tuổi. Hắn, đã là một cái người trưởng thành. À, không phải đâu. Bên trong phòng ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt toàn bộ đô tập trung vào Liễu Nhi trên người, mỗi người đều kinh ngạc không thôi, khó mà tin được Giang Sách theo như lời nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Nhi là một cái tuổi tác xấp xỉ 30 tuổi người trưởng thành. Nói như vậy nói ra, ở đây là không có có người tin tưởng, bởi vì Liễu Nhi khuôn mặt, vóc người, vậy cũng là một cái 10 tuổi tiểu hài tử dáng vẻ. Ở đâu có bất luận cái gì một chút xíu người trưởng thành dáng dấp. Ở đáng kể trầm mặc qua đi, có người nổi giận nói, đơn giản là thối lắm. Rõ ràng chính là một cái tiểu hài tử, tại sao có thể là người trưởng thành? Đều đem chúng ta trở thành ngu si sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Giang Sách lời nói đều biểu thị không tin. Giang Sách cũng không sốt ruột biện giải, trực tiếp nói, không tin ta cũng không có quan hệ. Tin tưởng ở trong bộ lạc nhất định cũng có y thuật cao siêu lão bác sĩ, chỉ cần tìm đến kiểm tra một chút, tin tưởng là có thể nghiệm chứng lời của ta có chính xác hay không. Dám nói thế với, vậy khẳng định là có nắm chắc. Mọi người nhìn nhau, cũng không lên tiếng rồi. Thánh nữ khoát tay chặn lại, lập tức đi thông chi hồ lão qua đây, cho Liễu Nhi kiểm tra. Hồ lão, là bộ lạc y thuật tốt nhất lão bác sĩ, người người đều đối với hắn đặc biệt kính nể. Coi như là thánh nữ, đã cùng hồ lão vô cùng tôn kính, hồ lão lời nói, đó là tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng. Rất nhanh, hồ lão đã bị mời qua đây, chuyện nguyên do ở trên đường cũng đã nói rõ. Kỳ thực hồ lão cũng thật kinh ngạc. Hắn một chút cũng không nghĩ tới Nhi sẽ là người trưởng thành, bởi vì hắn bình thường cũng cho Liễu Nhi xem bệnh, chưa từng có hướng người trưởng thành phương diện kia suy nghĩ qua. Lúc này đột nhiên bị người kêu qua đây. Làm cho hắn cho kiểm tra một chút Liễu Nhi là hài tử hay là người trưởng thành, lại nói tiếp thật có chút hoang đường. Bất quá, việc này quan bộ lạc an nguy, hồ lão vẫn chưa cự tuyệt. Đến sau đó, thánh nữ cùng hồ lão khách khí 2 câu, sau đó làm cho hồ lão cho Liễu Nhi tiến hành kiểm tra. Liễu Nhi bĩu môi nói rằng, thánh nữ, các vị thúc thúc bá bá,
các ngươi không nên như vậy đối với ta sợ. Giang Sách cười nhạt, đến lúc này vẫn còn ở làm bộ làm tịch, ha ha, tâm lý tố chất thật đúng là có thể. Thánh nữ cũng nói, Liễu Nhi, ngươi yên tâm kiểm tra a, Hồ lão sẽ không làm thương tổn ngươi. Nếu như kiểm tra đi ra ngươi không có vấn đề, vậy không liền vừa vặn có thể cho ngươi cọ rửa sạch sẽ sao? Ta cũng nhất định sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo. Không nói thêm nữa, Hồ lão ở trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu cho Liễu Nhi tiến hành kiểm tra. Bởi vì sự tình quan trọng, Hồ lão kiểm tra phi thường tỉ mỉ cẩn thận, thời gian cũng có chút trường, chọn hao phí sấp xỉ một giờ võ thuật, cuối cùng chỉ có hoàn thành toàn bộ kiểm tra. Hồ lão sắc mặt nặng nề, hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Nhi, từ Hồ lão na thâm thúy trong hai con ngươi cũng có thể thấy được đáp án. Hắn chậm rãi lui lại hai bước, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm trước mắt Liễu Nhi, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, Liễu Nhi, ngươi quả thật có 30 tuổi rồi. Cái gì? Cái này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Không chỉ là Giang Sách, ngay cả Hồ lão đều nói như vậy, vậy nhất định không sai được, ánh mắt mọi người tập trung vào Liễu Nhi trên người, thực sự rất khó tiếp thu trước mắt cái này mới nhìn qua chỉ có 10 tuổi hài tử, số tuổi thật sự lại có 30 tuổi. Làm sao có thể chứ? Trời ạ! Thánh nữ hỏi, Hồ lão, ngươi có thể nói rõ một chút sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hồ lão bình tĩnh hồi đáp, kỳ thực cũng không có nhiều khó khăn lý giải, Liễu Nhi trời sinh chu nho trứng, tuổi tác tăng trưởng, thế nhưng thân cao, bề ngoài nhưng vẫn dừng lại ở 10 tuổi thời điểm. Nếu như không phải Giang tiên sinh giỏi về phát hiện, ngay cả lão hủ cũng không có chú ý tới điểm này. Căn cứ kiểm soát của ta, Liễu Nhi đích thực thật tuổi tác ở 30 tuổi khoảng chừng, là một địa đạo đạo người trưởng thành. Cái này, Liễu Nhi không còn có bất luận cái gì có thể giấu giếm rồi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn mọi người, khóe miệng vi vi hiện lên một cười nhạt, cực kỳ giống phim kinh dị bên trong lệ quỷ, khiến người ta nhìn đều cảm thấy sợ, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thậm chí có một ít người nhát gan nữ sinh cũng không dám nhìn hắn, trực tiếp trốn người khác phía sau. Thánh nữ nhìn chằm chằm Liễu Nhi, nói rằng, người cư nhiên thật là một cái người trưởng thành. Liễu Nhi lạnh rên một tiếng, vẫn còn ở trang bị vô tội, nói rằng, vậy thì thế nào? Ta liền không thể là người trưởng thành rồi sao? Bởi vì trời sinh chu nho trứng, ta sợ bị người cười nhạo, sẽ không có nói cho đại gia ta bệnh trạng, vẫn lén gạt đi, cái này cũng có tội sao? Lại nói tiếp dường như cũng không có tội lỗi gì. Biết khi mọi người biết điểm này thời điểm, vẫn sẽ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, đặc biệt nghĩ đến Liễu Nhi bình thường một mực dùng hài tử giọng nói cùng đại gia nói, một bức người hiền lành bộ dạng, thì càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Còn có một chút nữ hài tử, các nàng bình thường thích cùng bọn nhỏ chơi đùa, bình thường lâu lâu ôm ấp hôn nhẹ. Cùng hài tử đừng lo. Nhưng nếu như là cùng một cái 30 tuổi khoảng chừng nam tử trưởng thành. Nữ hài tử đó nhất thời cảm thấy buồn nôn, thậm chí về sau đều đối với hài tử sinh ra cảm giác sợ hãi, về sau cũng không dám. Nữa lại theo hài tử thân mật, cái này quá đáng sợ. Giang Sách lúc này chỉ có đứng ra tiếp tục nói, thánh nữ. Ngươi vừa mới không phải hỏi ta vì sao biết Liễu Nhi không phải ở trong bộ lạc người sao? Cũng là bởi vì ta phát hiện số tuổi thật sự của hắn, lại quan sát các ngươi thái độ đối với hắn, cho nên mới biết điểm này. Nếu như thánh nữ cùng với ở trong bộ lạc hết thảy tộc dân đều biết Liễu Nhi đích thực tình hình thực tế huống hồ, là căn bản sẽ không đối với hắn như vậy thân mật, coi hắn là thành tiểu hài tử. Tất cả mọi người đối với Liễu Nhi không có bất kỳ phòng bị. Chính là bởi vì coi hắn là thành một cái 10 tuổi hài tử. Chính là chỗ này sao đơn giản. Thánh nữ gật đầu, nói rằng, tốt, ta hiểu được. Bất quá Liễu Nhi là người trưởng thành điểm này, chỉ có thể nói rõ hắn đối với chúng ta có chút giấu giếm, thế nhưng đối với thực nữ yêu án tử cũng không có trực tiếp trách nhiệm, cũng xin Giang tiên sinh tiếp tục tỏ rõ Liễu Nhi chính là hung thủ lý do. Từ giọng nói chỉ nghe đi ra, thánh nữ đối với Giang Sách thái độ hòa hoãn rất nhiều. Không riêng gì thánh nữ, tất cả mọi người tại chỗ đều đối với Giang Sách thái độ thay đổi rất nhiều, không hề tự dưng nhục mạ. Bởi vì bọn họ đã cảm giác được chuyện không bình thường, Giang Sách phát hiện bọn họ không còn cách nào phát hiện đáng sợ chân tướng, có thể, Liễu Nhi thật là bắt cóc cô gái hung thủ cũng khó nói. Giang Sách tiếp tục nói, chúng ta từng điểm tới, đầu tiên muốn nói là,
ta tổng cộng 3 lần cảm nhận được sát khí. Lần đầu tiên, là ở Heo Ba mang theo Quách Giang tới Thánh Đàn thời điểm, Giang Sách cảm giác được trong đám người có sát khí, nhưng nhìn đi qua thời điểm, nhưng bởi vì quá nhiều người, căn bản là không có cách xác định hung thủ. Bất quá, lúc đó Giang Sách đã thấy một đám tiểu hài tử, chỉ bất quá Giang Sách cũng cùng mọi người giống nhau, cho rằng tiểu hài tử không thể nào là hung thủ, cho nên liền bỏ quên. Lần thứ hai, là Giang Sách đang nuôi Nga chàng cảm nhận được sát khí, nhưng nhìn sang thời điểm chỉ thấy một đám tiểu hài tử, cũng không có hung thủ. Trên thực tế, hung thủ chính là xen lẫn trong tiểu hài tử bên trong Liễu Nhi, chỉ là Giang Sách lại một lần nữa bị tư duy hình thái cho lừa gạt, cho rằng hung thủ không thể nào là nhìn qua chỉ có 10 tuổi Liễu Nhi, lại một lần nữa bỏ quên. Lần thứ ba, cũng là tối trọng yếu một lần. Ở Liễu Nhi bị người đưa tới thời điểm, Giang Sách lại một lần nữa cảm nhận được sát khí, ngay từ đầu Giang Sách cho rằng là tiễn Liễu Nhi tới người nọ có sát khí, thế nhưng tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện không đúng. Sát khí, lại là từ Liễu Nhi trên người tản mát ra. Lúc đó Giang Sách cũng rất giật mình. Bất quá Giang Sách dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh thì trấn định lại, sau đó đối với Liễu Nhi để ý nhiều hơn. Sau đó cho Liễu Nhi xử lý vết thương thời điểm, đối với Liễu Nhi tiến hành rồi kiểm tra, mới phát hiện Liễu Nhi cốt linh cũng sớm đã là người trưởng thành, mới chợt hiểu ra. Liên tưởng tới hai lần trước cảm giác được sát ý tình hình, Giang Sách nhớ tới, kỳ thực hai lần trước thời điểm, Liễu Nhi đều ở đây Giang Sách bên trong phạm vi tầm mắt. Liễu Nhi, chính là cái kia tỏa ra sát khí hung thủ. Bất quá, chỉ là bằng vào sát khí tới nhận định hung thủ, cái này là hoàn toàn không có cách nào phục chúng, cho nên Giang Sách lựa chọn tương kế tự kế, nhìn Liễu Nhi muốn đùa giỡn cái trò gì, cuối cùng quả nhiên tại chỗ bắt được. Dừng một chút, Giang Sách chuyển qua câu chuyện, nói rằng, trước hung thủ bắt đi nữ hài tử đều là thần không biết quỷ không hay, nhưng gần nhất lúc này đây nhưng lưu lại dấu vết đánh nhau, các ngươi không có nghĩ qua tại sao không? Thật là hung thủ không ra. Thánh nữ bọn người trả lời không được. Giang Sách nhìn chung quanh một vòng, nói rằng, các ngươi đều sai rồi, hung thủ cũng không có sai lầm, mà là cố ý để lại manh mối, buộc chúng ta đi nuôi Nga chàng điều tra, do đó làm cho thánh đàn bên này không người trông coi, địa phương tốt liền kế hoạch của hắn. Nói cách khác, đây là nhất chiêu điệu hổ ly sơn. Liễu Nhi cố ý để lại đầu mối, làm cho thánh nữ bọn họ cảm thấy hung thủ có thể phải nhìn không được đối với các nữ hài tử hạ sát thủ rồi, sau đó mang theo mọi người đi nuôi Nga chàng lục soát. Tiếp lấy, chính hắn lấy người bị thương thân phận đi tới thánh đàn, thành công tách ra mọi người, thuận tiện hắn bước tiếp theo hành động. Nghe thế, thánh nữ bọn họ cảm thấy lạnh cả người, Liễu Nhi tâm tư không khỏi cũng quá kín đáo hơi có chút ra. Thánh nữ hỏi, na Liễu Nhi bước tiếp theo hành động rốt cuộc cái gì? Giang Sách cũng không có sốt ruột trả lời, mà là đưa ánh mắt đặt ở Tương Y Vân trên người, đã không cần phải nữa nói gì, tất cả mọi người hiểu Giang Sách ý tứ. Liễu Nhi là một cái sắc đảm ngập trời lão sắc côn. Đã bắt cóc, tào đạp hơn 10 cô gái tử, còn chưa đủ, còn muốn đối với Tương Y Vân hạ thủ. Giang Sách nói rằng, bởi liên tục nữ hài mất tích án kiện phát sinh, ở trong bộ lạc cơ hồ không có trẻ tuổi nữ nhân du khách tới rồi. Cộng thêm ở trong bộ lạc nữ hài tử đều ở đây phẫn xấu, cho nên yêu chất nữ sinh cơ hồ là một cái đều nhìn không thấy. Cái này làm cho Liễu Nhi rất khó chịu rồi, ước đoán trong khoảng thời gian này đều nhanh muốn biệt phôi. Làm Tương Y Vân xuất hiện thời điểm, Liễu Nhi đương nhiên sẽ không buông tha, cho nên mới phải lặp đi lặp lại nhiều lần đối với Tương Y Vân tản mát ra sát khí, bởi vì hắn thật sự là quá đói khát rồi, quá nhớ phải lấy được rồi. Dừng một chút. Giang Sách nhắc nhở, kỳ thực cẩn thận tỉ mỉ một điểm các ngươi vậy cũng có thể phát hiện, người cuối cùng mất tích nữ hài tử, theo trước mặt mất tích 12 một cô gái so với, kỳ thực thể trọng, tướng mạo, tuổi tác đều là không hợp cách. Có thể hung thủ vẫn là hạ thủ, vì sao? Chẳng lẽ là hung thủ cơ bất trạch thực? Cũng không phải là. Hung thủ chỉ là bắt đi đệ 13 một cô gái, gây ra hỗn loạn, buộc thánh nữ các ngươi chấp hành lùng bắt kế hoạch. Điệu hổ ly sơn, đem thánh đàn cho chống ra. Kể từ đó, mới có thể thuận tiện hung thủ đối với mục tiêu chân chính Tương Y Vân hạ thủ. Cái này, cũng chính là vì sao bị bắt cóc 13 người nữ sinh trong, cái khác 12 một cô gái đều bị ma chảo ngón tay nhiễm, mà đệ 13 cái lại chỉ là bị bắt cóc,
không có bất kỳ bị tổn thương dấu hiệu. Đơn giản là, hung thủ căn bản là đối với Na Đệ 13 người nữ sinh không có hứng thú, bắt cóc nàng, chỉ là vì kế hoạch bước kế tiếp mà thôi. Nghe làm người rất đau đớn. Nhưng là sự thực. Lại tiếp sau đó sự tình thì đơn giản sinh ra, Liễu Nhi muốn dùng hương tới đem mọi người toàn bộ đều mê ngất, sau đó đem Tương Theo Như Vân cho. Nữa bắt cóc đi, đối với Tương Theo Như Vân hành hung. Cuối cùng, hắn giả bộ làm dáng vẻ vô tội, tiếp tục lẫn trong đám người. Tất cả nhìn qua liền đều là cái kia ghê tởm thực nữ yêu làm, ai cũng sẽ không nghĩ tới là Liễu Nhi ở phạm tội. Chỉ là Liễu Nhi coi là sai rồi một bước. Hắn không có nghĩ đến Giang Sách sẽ như thế thông minh, hơi chút lộ ra một chút xíu kẽ hở, đã bị Giang Sách cho tập trung, càng không nghĩ tới hắn dùng tới mê ngất mọi người hương, cư nhiên đối với Giang Sách không có nổi chút tác dụng nào. Khinh thường. Giang Sách tiếp tục nói, không thể không nói, thủ đoạn của hắn vẫn còn rất cao minh. Thánh nữ, các ngươi tuy là đem 13 một cô gái toàn bộ đều cứu về rồi, thế nhưng các nàng kỳ thực cái gì cũng không biết. Mỗi một lần Liễu Nhi thành thạo hung thời điểm đều là đem các nàng cho mê choáng váng. Dưới tình huống như thế, người đem người cấp cứu đi ra cũng không dùng, thu được không là cái gì đầu mối hữu dụng. Hơn nữa, theo bắt cóc nhân số càng ngày càng nhiều, kỳ thực càng ngày càng không dễ khống chế, Liễu Nhi tuyển trạch vào lúc này đem các nữ hài tử giao ra đây, kỳ thực cũng là làm cho chính hắn chiếm được giải thoát. Hắn có thể một lần nữa kế hoạch, lại đi bắt cóc những thứ khác nữ hài tử. Thánh nữ không hiểu hỏi, vậy tại sao bất kiền thúy toàn bộ đều giết chết, Giang Sách cười nhạt, giết chết 13 một cô gái, liền ý nghĩa phải xử lý 13 cổ thi thể, Na đại giới khả năng liền quá. Hơi chút có bất kỳ một chút xíu ngoài ý muốn, đều sẽ bị nhéo đi ra. Hơn nữa mất tích án kiện cùng vụ án giết người cũng không phải là một cấp bậc, cái này lưỡng chủng án kiện có bản chất phân biệt. Đem người giết chết, người nhà, tộc dân. Cảnh sát nhất định là không chết không ngớt, không phải đem hung thủ bắt được. Nhưng mất tích án kiện không giống với, chỉ cần người tìm trở về, một lúc sau, sẽ nhân. Không thể không nói, Liễu Nhi quả thực nghĩ rất nhiều. Bất kể có phải hay không là hắn không muốn giết người, chỉ ít tuyển trạch vào lúc này làm cho thánh nữ tìm về 13 người nữ sinh, đối với hắn mà nói là không có bất kỳ tổn thất, ngược lại trợ giúp hắn giải thoát rồi. Hắn lại đi bắt cóc Tương Theo Như Vân cùng với khác nữ hài tử, còn có thể bảo trì cảm giác mới mẻ, cớ sao mà không làm. Tội phạm như vậy, thực sự thật là đáng sợ. Hắn mỗi một bước tính toán, đều vô cùng chính xác, liền thần thủy ở trong bộ lạc những thứ này tộc dân, làm sao cũng không khả năng đem nhi cái này hung thủ thật sự cho bắt tới. Coi như là Giang Sách, kỳ thực cũng rất gặp may mắn. Nếu như không phải Liễu Nhi chủ động tản mát ra sát ý, làm cho Giang Sách nhận thấy được đầu mối, cũng kiểm tra ra số tuổi thật sự của hắn, đổi thành bất kỳ người nào khác, cũng không thể phát hiện Liễu Nhi đích thực thật thân phận. Thì ra, hay là thực nữ yêu, chính là một cái nhìn qua chỉ có 10 tuổi tiểu hài tử. Khôi hài nực cười, rồi lại như vậy mau cốt tủng nhiên. Thánh nữ song quyền nắm chặt, nàng thực sự không nghĩ tới, hảo tâm thu lưu một cái không nhà để về hài tử, lại còn gặp phải nhiều như vậy tai họa đi ra. Hảo tâm không có được hảo báo còn chưa tính, lại còn vì vậy bị nghiêm phạt. Ha ha, đây coi là cái gì? Nhất định chính là đối với tâm địa thiện lương người lớn nhất đả kích. Cái này về sau, ai còn dám làm việc tốt? Thánh nữ giận, muốn lên đi cho Liễu Nhi một cái tát, cho dù tính khí tốt như vậy nàng cũng bị ép. Người tên xúc sinh này, đang ở thánh nữ đi phía trước bước ra hai bước, vừa mới giơ tay lên thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó. Liền thấy Liễu Nhi hé miệng, từ trong miệng phun ra một cây độc châm tới, trực tiếp đâm vào thánh nữ cánh tay. A, thánh nữ quát to một tiếng, đau ngã nhào trên đất. Lập tức liền có thủ hạ qua đây nâng thánh nữ, gồm Liễu Nhi vững vàng bấm lên, đem hắn y phục trên người hầu như đều mà thôi, kiểm tra toàn thân một lần, để ngừa còn có ám khí. Thánh nữ vẫn là khinh thường. Kỳ thực, nếu như trước mắt là một cái bình thường 30 tuổi nam tử, thánh nữ căn bản sẽ không có mới vừa hành vi. Nàng ở ngoài sáng biết Liễu Nhi đã là một nam tử trưởng thành dưới tình huống, vẫn bị bề ngoài của hắn cho mê hoặc, cho rằng một cái như vậy 10 tuổi dáng vẻ tiểu hài tử căn bản không phải đối thủ của mình, đánh một cái tát khẳng định không có vấn đề. Chính là như vậy tâm lý hại nàng.
Giang Sách thở dài, người A, muốn giữ vững lãnh tĩnh là một kiện chuyện rất khó, biết rất rõ ràng chân tướng, nhưng vẫn là sẽ bị trước mắt biểu hiện giả dối lừa gạt. Đây chính là nhân tính nhược điểm. Lúc này, chỉ nghe Liễu Nhi cười to nói, độc châm bên trong độc, chỉ có ta có thể giải khai. Không muốn thánh nữ chết, liền vội vàng đem ta buông ra, hảo hảo hầu hạ, nếu không, ta chết, cũng muốn lôi kéo thánh nữ làm đệm lưng. Hắn biết thánh nữ ở trong bộ lạc địa vị. Biết đại gia không có khả năng theo đuổi thánh nữ đi tìm chết mà không quản, cho nên mới phải như vậy làm càn. Lúc này đại gia mới chính thức ý thức được trước mắt cái này mới nhìn qua giống như là một tiểu hài tử ác ma, rốt cuộc có bao nhiêu kiểu đáng sợ. Trước chỉ là nghe Giang Sách nói, chỉ là đang nghe một ít phân tích, còn đối với Liễu Nhi đáng sợ không có trực quan ấn tượng, hiện tại, bọn họ chứng kiến Liễu Nhi đối với thánh nữ hành vi, không khỏi cảm thấy sợ. Thì ra bọn họ mỗi ngày đều cùng như vậy một cái ác ma sớm chiều làm bạn. Đại gia không khỏi nghĩ tới đây 2 năm qua phát sinh các loại quái sự, có đôi khi nhà hài tử đột nhiên sinh bệnh, thụ thương, có đôi khi vô duyên vô cố đổ thất lạc, có đôi khi tộc dân bị người ác ý phỉ báng các loại. 2 năm qua, kỳ thực quái sự không ngừng, nhưng vẫn không biết là người nào đang làm trò quỷ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính là trước mắt tên ác ma này đang làm chuyện xấu a. Liễu Nhi cười láo xược, tuy là hắn tội ác chồng chất, tội lỗi chồng chất, nhưng tuyệt không quan tâm, mạng của hắn hiện tại cùng thánh nữ mệnh buộc chung một chỗ. Hắn chết, thánh nữ chết. Không cố kỵ gì. Mọi người vừa tức vừa gấp gáp, nhưng không thể làm gì. Hồ lão ở một bên cho thánh nữ tiến hành kiểm tra, một lát sau, hắn mặt lộ vẻ khổ sáp, lắc đầu liên tục, độc này thật lợi hại, ta không giải được. Có người nói, vậy thì nhanh lên đưa đi y viện. Đưa đi bệnh viện lớn. Liễu Nhi khinh thường nói, gần nhất bệnh viện lớn, rời bộ lạc cũng có hơn 100 cây em, chờ các người đưa qua thời điểm, người cũng đã chết hẳn. Thời gian, không kịp. Mọi người hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Nhi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi người đều muốn đi tới đoán hắn 2 chân, nhưng lại không dám thực sự làm như vậy. Ác ma, người chết không yên lành. Cuối cùng, cũng chỉ có thể phát tiết 2 câu mà thôi. Mọi người ở đây cũng không có tính toán khả thi, chuẩn bị hướng Nhi thỏa hiệp thời điểm, Giang Sách đã đi tới. Có thể cho ta cho thánh nữ kiểm tra một chút không? Dựa theo đạo lý mà nói, toàn bộ bộ lạc chỉ có hổ lão có thể cho thánh nữ tiến hành kiểm tra, chỉ có, bởi vì thánh nữ là thần thánh mà cao quý chính là, không cho người khác khinh nhờn. Nhưng lúc này, còn quản được này sao nhiều? Hơn nữa, Giang Sách vừa mới trợ giúp bọn họ bắt lại hung phạm, bọn họ đối với Giang Sách cũng rất có hảo cảm, kỳ thực cũng không ngại Giang Sách đối với thánh nữ tiến hành kiểm tra. Có thể, làm phiền Giang tiên sinh, hồ lão chủ động tránh ra vị trí. Sau đó, Giang Sách đối với thánh nữ tiến hành rồi tương ứng kiểm tra, mấy phút sau, hắn cười nhạt, nói rằng, loại động này, không đáng giá mỉm cười một cái. Giang Sách lời nói quả thực rất nâng cao tinh thần, tất cả mọi người cho rằng cũng bị Liễu Nhi nắm mũi dẫn đi thời điểm. Giang Sách lại một lần nữa đứng dậy, dùng hắn cao siêu y thuật hóa giải Liễu Nhi mưu kế. Liễu Nhi sở dĩ biết thất bại, toàn bộ đều chỉ là bởi vì hắn đụng phải Giang Sách. Nếu như không có Giang Sách quấy rối, tên ác ma này sợ là sẽ phải một mực thần thủy bộ rơi bên trong phóng túng, không có người có thể làm gì được hắn. Tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn. Không thể không nói, cùng Liễu Nhi so với, ở trong bộ lạc tộc dân đều có vẻ quá nhỏ trắng. Đây chính là chênh lệch. Liễu Nhi trừng mắt Giang Sách, cắn răng nói rằng, Giang Sách, người bớt ở chỗ này đồ mặt dày. Ta cũng không tin người có thể hiểu ta hạ độc, người bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch. Làm bộ làm tịch, có cần không? Giang Sách căn bản cũng không để ý tới Liễu Nhi theo như lời nói, trước mặt của mọi người xuất ra biển thước thần châm, bắt đầu cho thánh nữ ghim kim, một chút xíu đem thánh nữ độc trong người làm ép ra ngoài. Chỉ dùng không đến 15 min thời gian, cũng đã làm cho thánh nữ khôi phục bình thường. Có thể, Giang Sách dặn dò, từ giờ trở đi, trong 1 tháng đều phải ăn kiêng, chỉ có thể ăn thanh đạm đồ đạc, một chút xíu thức ăn mặn đều không cho đụng, ngay cả mỡ lợn cũng không thể ăn. Thánh nữ gật đầu, nói rằng, ta sẽ chú ý. Nhìn thánh nữ quả thực khôi phục bình thường, cái này khiến tất cả mọi người thở dài một hơi, đồng thời,
mọi người đối với Liễu Nhi hận ý thì càng thêm sâu. Cho tới giờ khắc này, Liễu Nhi mới hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Hắn mỗi một bước kế hoạch đều là như vậy hoàn mỹ, làm sao lại nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim. Nếu như không có Giang Sách, là hắn có thể đạt được hết thảy mong muốn, vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện bí mật. Nhưng bây giờ, hắn mất đi hết thảy, hoàn thành rồi người khác chê cười. Ghê tởm! Giang Sách, người hư ta kế hoạch, người chết không yên lành. Giang Sách từ tốn nói, nếu như ngăn cản ngươi tên ác ma này làm ác, cần trả giá cao phải không thật tốt chết, ta đây nguyện ý cả đời chết không yên lành. Ở Giang Sách trước mặt, Liễu Nhi chân chính là một ngang ngược tàn ác. Lúc này, hết thảy tộc dân đều giơ cao tay phải lên, quát chết cháy hắn, chết cháy hắn. Tộc dân đối với Liễu Nhi hận, đã triệt để mê hoặc hai mắt, hận không thể hiện tại đem hắn đốt chết, mới có thể phát tiết tộc dân trong lòng hận ý. Kỳ thực, thánh nữ trong lòng không phải là không ý nghĩ như vậy đâu. Đối với Liễu Nhi loại này lấy oán trả ơn, làm cho bộ lạc rơi vào trong nguy hiểm tội ác phần tử, thực sự hận không thể đi tới cho hắn một đao, làm cho hắn triệt để chết mới tốt. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, không thể làm như vậy. Pháp luật không cho phép nàng làm như vậy. Thánh nữ chậm chậm, đưa lên tay tới ý bảo tất cả mọi người an tĩnh lại, sau đó nói với mọi người, ta biết ý nghĩ của mọi người, thế nhưng, chúng ta mặc dù lại tức giận, cũng không thể đối với hắn vận dụng hình phạt riêng. Bởi vì chúng ta với hắn bất đồng, chúng ta không phải ma quỷ. Nói xong, thánh nữ sẽ để cho thủ hạ đi báo nguy, cái này một cách làm mặc dù không có thể để cho tộc dân lửa giận lập tức thả ra, nhưng không ai biết đây là cách làm chính xác nhất, cho nên cũng không có ai trách cứ thánh nữ. Không bao lâu, cảnh sát tới, ở tại giải khai hết tình huống sau đó, đem Nhi mang đi. Chuyện kế tiếp, liền giao cho cảnh sát đi làm. Xử lý xong đây hết thảy sau đó, thánh nữ hướng về phía Giang Sách khom người nói, cảm tạ Giang tiên sinh trợ giúp, nếu như không có Giang tiên sinh, thần thủy bộ rơi đem không có một ngày yên tĩnh. Cái này một phần cảm tạ, là thánh nữ cùng với toàn bộ thần thủy bộ rơi chân thành tha thiết lòng biết ơn. Giang Sách mỉm cười đối với thánh nữ nói rằng, thánh nữ không cần khách khí như vậy, ở lúc tới ta cũng đã biểu lộ mục đích, ta cũng không phải thuần túy trợ giúp thần thủy bộ rơi, chỉ là vì đạt được thứ ta mong muốn mà thôi. Ta nghĩ muốn đạt được thần thủy. Căn cứ bộ lạc quy tắc, chỉ có làm đại thiện chi chuyện người, mới có tư cách thu được thần thủy, không biết ta đây một lần bóc trần thực nữ yêu sự kiện chân tướng, có tính không là làm đại thiện chi sự tình. Cái này còn cần hỏi. Thánh nữ mặt tươi cười nói, nếu như này cũng chưa tính là đại thiện chi sự tình, còn có cái gì mới xem như đại thiện chi sự tình. Nếu như không có Giang tiên sinh trợ giúp, thần thủy bộ rơi sao lại thế thu được bình tĩnh. Nói, nàng xem bên cạnh thủ hạ liếc mắt. Thủ hạ kia ngầm hiểu, ngay lập tức sẽ xoay người ly khai. Đại khái 10 phút thời gian, thủ hạ kia đã đi rồi trở về, đồng thời, trong tay của hắn nhiều hơn một món khác siêu. Đây là một cái phi thường tinh xảo kim sắc siêu. Thánh nữ đưa qua siêu, nói rằng, Giang tiên sinh, ngài muốn thần thủy, chính là cái này. Nàng đem siêu đưa tới. Giang Sách tự tay nhận lấy, mở ra xem, nước bên trong kỳ thực cũng không có đa đặc thù, nhìn qua bình thường không có gì lạ, chỉ bất quá so với nước thông thường muốn trong suốt một điểm mà thôi. Liền cái này, thật là thần thủy. Xác định không phải từ bộ lạc bên cạnh dòng suối nhỏ tùy tiện trang bị tới thủy. Uống như vậy thủy là có thể sống lâu trăm tuổi, cũng không biết là thiệt hay giả. Thánh nữ nói rằng, Giang tiên sinh, mời uống xong thần thủy A, ngươi sẽ đạt được bộ lạc thần linh chúc phúc, biết kéo dài tuổi thọ của ngươi, chí ít cũng có thể sống đến 100 tuổi. Giang Sách cười cười, đem siêu thu vào, nói rằng, ta muốn thần thủy cũng không phải là vì uống, mà là vì chuyện trọng yếu hơn. Nước này, ta còn không thể uống. Thánh nữ nhưng thật ra có chút bất ngờ, nói rằng, cầu được thần thủy cũng không phải vì kéo dài tuổi thọ. Giang tiên sinh, bí mật trên người của ngươi thật sự rất tốt nhiều. Giang Sách nói rằng, cũng không tính là cái gì bí mật, chẳng qua là ta có tác dụng khác mà thôi. Vật của ta muốn đã tới tay, bộ lạc sự tình cũng đã xử lý xong hết. Thánh nữ, ta còn có chuyện trọng yếu đi làm, liền không nữa làm phiền, mời. Một tiếng mời, đại biểu cho Giang Sách chuyến này đã kết thúc. Ngũ hành vật,
khai thiên tích địa chi kim, nguồn gốc của sự sống chi mộc, làm dịu vạn vật nước, đốt cháy thế giới chi hỏa, dựng dục sinh cơ chi thổ, Giang Sách đã toàn bộ đều đạt được. Cái khác bốn cái đồ đạc, Giang Sách đều đã đi đầu đuổi về đến rồi Yến Thành, hiện tại, Giang Sách chỉ cần mang theo một thứ cuối cùng thần thủy trở về thì có thể. Đã trải qua nhiều ngày như vậy dài dằng dặc siêu tập, rốt cục, Giang Sách có thể hướng hắn mục tiêu cuối cùng tiến phát. Long nước. Đó mới là Giang Sách chân chính muốn có được đồ đạc. Chỉ có chiếm được long nước, mới được long mạch tán thành, mới có thể buông tay cùng Yến Thành lão thiên tôn đánh một trận, mới có thể không bị long mạch ra hại. Hiện tại ngũ hành vật đều gom đủ. Long nước, cũng liền dễ như trở bàn tay. Nói lời từ biệt thánh nữ, Giang Sách đám người bước lên trở lại lữ trình, từ đôi ngư lái Việt dã xa, hướng phía Yến Thành phương hướng chạy tới. Thần thủy bộ rơi cùng với thánh hỏa bộ lạc người để đưa tiễn, vẫn đưa đến ngã ba đường, chỉ có Huy Vũ hai tay, lưu luyến không rời đối với Giang Sách bọn họ cáo biệt. Trải qua này từ biệt, không biết năm nào tháng nào ngày nào khi nào mới có thể gặp lại mặt. Giang Sách đối với cái này hai cái bộ lạc ân tình, sẽ trở thành một truyền thuyết cố sự, ở bộ lạc trong lúc đó vĩnh cửu truyền lưu. Giang Sách sẽ trở thành thánh hỏa cùng thần thủy hai cái trong bộ lạc, gần như thần tồn tại. Yến Thành, đã trở về. Giang Sách bọn họ về tới Yến Thành, đều không đi địa phương khác, thẳng đến mục đích khác thủ chi ra. Thứ nhất, là từ Tương Y Vân về nhà, thứ hai, cũng là vì thu được Long Chi Thủy. Rất nhanh bọn họ liền đi tới khác thủ chi ra, cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản, đi thẳng tới tiếp đãi phòng khách, rốt cục lại một lần nữa gặp được khác thủ chi ra gia chủ Tương Huân. Ba ba. Tương Y Vân vừa về tới ra, liền nhào vào Tương Huân ôm ấp hoài bão trong, nhiều ngày như vậy tìm không thấy, nữ nhi thật là phi thường tưởng niệm ba ba. Lại nói tiếp, đây là Tương Y Vân lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên ly khai ba ba đi sa môn. Đồng thời dọc theo đường đi đã trải qua các loại gian nan hiểm trở, còn sâu hơn tới bỏ mạng ở trong hoang mạc, có nhiều như vậy từng trải, nàng càng thêm quý trọng hiện tại còn sống thời gian. Tương Huân cũng ôm Tương Y Vân, nữ nhi là của hắn ưa. Trong khoảng thời gian này nhìn không thấy nữ nhi, Tương Huân kỳ thực cũng là mỗi ngày tưởng niệm, mỗi ngày đều ngóng nhìn nữ nhi trở về. Tới, làm cho ba ba nhìn có hay không tiểu tụy. Hắn làm cho Tương Y Vân lui ra phía sau một bước, ở Tương Huân trước mặt vòng vo một vòng tròn. Tương Huân phát hiện, nữ nhi tuy là nhìn qua có một chút tiểu tụy, khổ cực. Thế nhưng thân thể của hắn tố chất nếu so với từ trước tốt hơn rất nhiều, hai mắt cũng là lấp lánh hữu thần. Nếu như nói, từ trước Tương Y Vân là bệnh thoi thóp đại tiểu thư, có một chút Lâm Đại Ngọc cảm giác, như vậy, thời khắc này Tương Y Vân thì có một điểm thiếu nữ hoa quý, sức sống bắn ra bốn phía cảm giác. Cái này lưỡng chủng cảm giác là tuyệt nhiên ngược lại. Không thể không nói, một lần này đi xa, làm cho Tương Y Vân thể xác và tinh thần kiện khang đều được cực đại khôi phục. Tương Huân tuyển trạch làm cho Giang Sách mang nữ nhi mình đi ra ngoài, đúng là nhất kiện cực kỳ chuyện chính xác. Tương Huân sờ sờ Tương Y Vân đầu, hỏi, dọc theo con đường này có hay không cho Giang tiên sinh tạo thành phiền toái gì a? Tương Y Vân hừ một tiếng, nói rằng, đương nhiên không có. Chẳng những không có tạo thành bất cứ phiền phức gì, hơn nữa, ta còn giúp hắn không ít việc. Nếu như không có ta, Giang Sách hắn căn bản là tập không đồng đều ngũ hành chi vật. Là thế này phải không? Đương nhiên. Tương Y Vân nhìn về phía Giang Sách, nói rằng, người nói là không phải. Giang Sách mỉm cười hồi đáp, quả thực như vậy, lúc này đây hành trình, Y Vân nàng quả thực giúp ta không nhỏ vội vàng, nếu như không có Y Vân lời nói, ta cũng căn bản không làm được nhiệm vụ. Nghe thế dạng khen, Tương Y Vân thì càng cao hứng. Đồng thời, đối với Giang Sách hảo cảm cũng nhiều hơn. Ba ba, không nói những thứ này, ta thật là đói a, muốn ăn đồ đạc. Ngạch, Tương Huân nhìn về phía Giang Sách, muốn làm cho Giang Sách đi làm cơm, bởi vì Tương Y Vân bệnh kén ăn trứng nguyên nhân, chỉ ăn được dưới Giang Sách làm gì đó, người khác làm mỹ vị đến đâu, cũng là một ngụm đều ăn không dưới. Còn không chờ hắn mở miệng, Giang Sách liền chủ động nói rằng, tưởng gia chủ. Y Vân của nàng bệnh kén ăn trứng đã hoàn toàn trị, hiện tại bất kể là ai làm cơm nước nàng có thể nuốt trôi đi. Phải, Tương Huân đại hỉ. Tương Y Vân lại bĩu môi nói rằng, ba, ngươi cũng không thể vì vậy thì tùy hồ lộng ta à,
ta muốn ăn ăn ngon. Đương nhiên, đương nhiên. Tương Huân lập tức làm cho đại chủ đi chuẩn bị xong ăn, Khác Thủ Chi ra đầu bếp đều là cao cấp nhất, muốn làm ra đồ ăn ngon căn bản không phải vấn đề. Nếu Tương Y Vân bệnh kén ăn trứng đã được rồi, vậy thì càng dễ dàng. Đồng thời, Tương Huân cũng để cho Giang Sách, Đôi Ngư cùng nhau ăn cơm. Mấy người vây quanh một cái bàn, vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm. Ở sau khi cơm nước no nê, cũng nên làm tránh sự. Giang Sách nhìn phía Tương Huân, nói rằng, Tưởng gia chủ, ngũ hành chi vật ta đều đã mang đến, cũng xin Tưởng gia chủ mở cửa miễn phí, giúp ta thu được Long Chi Thủy. Đi! Tương Huân tuy là đáp ứng một tiếng, thế nhưng hai mắt của hắn trong lại có một tia nại nhân tầm vị cảm giác. Tựa hồ, cái này Long Chi Thủy thu hoạch, còn có môn đạo gì? Điểm này đương nhiên cũng bị Giang Sách nhìn ở trong mắt, cẩn thận đề phòng. Những người khác toàn bộ đều lưu lại, từ Tương Huân mang theo Giang Sách đi đến rồi tế đàn, đuổi kịp một lần lúc tới giống nhau như đúc, vẫn có 5 cái cây cột, mỗi một căn trụ tử thượng mặt đều thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Đồng thời, ở cây cột bên trong có một hạt châu, cũng chính là cây long nhãn. Chỉ có sử dụng ngũ hành chi vật khắc chế cây long nhãn, mới có thể triệt để ngăn chặn ngọn lửa hừng hực, do đó đạt được Long Chi Thủy. Lần trước lúc tới, Tương Huân chính là chỗ này nói gì? Lúc này, Tương Huân chỉ vào bên tay phải cây cột nói rằng, từ nơi này một cây cây cột bắt đầu, phân biệt cần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tới dọa chế cây long nhãn. Giang Sách, bắt đầu đi. Giang Sách cũng không nói chuyện, yên lặng đem ngũ hành chi vật lấy ra ngoài. Kiện thứ nhất khai thiên tích địa chi kim. Đây chính là Giang Sách tốn hao nhiều tiền từ cửa hàng bán đấu giá xuống hỏa sơn kim chế thành, vì đạt được vật như vậy, nhưng là hao tốn không ít tinh lực. Giang Sách đem rèn tốt đao nắm trong tay, hít thở sâu một hơi, sau đó dựa theo cây long nhãn chém đi qua. Bịch một tiếng, cây long nhãn lên tiếng trả lời mà nát. Quả nhiên, đao đối với cây long nhãn có tác dụng khắc chế, thành công giải quyết hết viên thứ nhất cây long nhãn, ở cây long nhãn tan vỡ đồng thời, trên cây cột hỏa diễm cũng từ từ dập tắt. Thành công! Kế tiếp, là viên thứ hai cây long nhãn. Lúc này đây, Giang Sách lấy ra nguồn gốc của sự sống chi mộc. Đây là Giang Sách ở trong sa mạc, đã trải qua hành quân kiến, phong trận, thật vất vả mới từ sinh mệnh thụ trên gảy một cây cành cây. Giang Sách đem cành cây đặt ở cây long nhãn trên, từ từ, cây long nhãn nhan sắc bắt đầu một chút xíu biến thành hắc sắc. Khi toàn bộ cây long nhãn đều hoàn toàn đen xì sau đó, trên cây cột hỏa diễm cũng liền dập tắt. Viên thứ hai cây long nhãn, giải quyết. Tiếp theo là viên thứ ba, viên thứ tư. Cũng chính là làm dịu vạn vật nước, đốt cháy thế giới chi hỏa, là Giang Sách từ thần thủy bộ lạc cùng với thánh hỏa bộ lạc lấy được hai kiện vật phẩm. Hai thứ đồ này, nhưng là Giang Sách hao tốn không ít tâm tư chỉ có thu được. Hắn trợ giúp hai cái bộ lạc thu được an ổn, chiếm được bộ lạc tộc dân ủng hộ, mới có thể cuối cùng thu được hai thứ đồ này. Giang Sách phân biệt dùng thần thủy ngâm cây long nhãn, dùng thánh hỏa đốt cháy cây long nhãn. Cuối cùng, hai khỏa cây long nhãn, một viên trực tiếp hòa tan ở tại thần thủy trong, mặt khác một viên còn lại là trực tiếp bị hỏa đốt thành mảnh vụn cặn bã. Nhìn nữa hai căn trụ tử thượng hỏa diễm, toàn bộ đều dập tắt. Lại tiếp sau đó chính là một viên cuối cùng cây long nhãn rồi, cái này một viên, cần dùng dựng dục sinh cơ chi thổ để giải quyết. Lại nói tiếp, thổ là dễ dàng nhất lấy được, cũng là dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Nếu như không phải lúc đó Tương Y Vân nhớ tới thổ cùng mộc là sống dựa lẫn nhau quan hệ, sợ rằng Giang Sách bọn họ căn bản cũng sẽ không biết, thì ra cần tìm kiếm thổ, đang lúc bọn hắn dưới chân của. Lúc này, Giang Sách đem thổ cho ngã xuống một viên cuối cùng cây long nhãn trên. Viên kia cây long nhãn bị thổ hoàn toàn bao trùm ở rồi, sau đó liền thấy cây long nhãn mất đi sáng bóng, lại tiếp sau đó liền thấy cuối cùng một căn trụ tử thượng mặt hỏa diễm cũng triệt để dập tắt. Sốt cục, hết thảy ngũ căn trụ tử thượng mặt hỏa diễm toàn bộ đều dập tắt. Giang Sách thành công dùng ngũ hành chi vật, đem 5 cây long nhãn đều nhất nhất khắc chế, thành công tắt 5 cái cây cột hỏa diễm. Đại công cáo thành. Giang Sách trong mắt khó nén vui sướng, mặc dù hắn là cái hỉ nộ không lộ người, đang đối mặt to lớn như vậy thành công lúc, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút hưng phấn, đây cũng là nhân chi thường tình. Giang Sách, chúc mừng ngươi.
Tương Huân nói rằng, kế tiếp, chính là thu được Long Chi Thủy rồi. Lời còn chưa dứt, liền thấy phía trên tế đàn hiện ra một người giống là Hiển Kỳ Bình đồ đạc, tiếp lấy liền thấy một cái như là hắc long một dạng thật dài sinh vật, ở trên màn ảnh bay tới bay lui. Na, chính là hay là long mạch a? Khi nhìn đến long mạch sau đó, Tương Huân trực tiếp cúi đầu, quỳ một chân trên đất, có vẻ vô cùng thành kính. Hô! Lại có người mang tới ngũ hành chi vật mở ra phong ấn, lấy được cùng bản tọa đối thoại quyền lực a. Đây là từ display bên trong phát ra thanh âm. Thoạt nhìn giống như là thực sự long mạch đang nói chuyện, kỳ thực ai cũng biết, nhất định là có người ở phía sau nói, lúc này, không biết tại thế giới một cái góc, có một chân chính phía sau màn đại lão đang nhìn Giang Sách, đi qua đổi giọng khí ngụy trang qua đi, cùng Giang Sách đối thoại. Cũng không khả năng sẽ có người tin tưởng long mạch có thể nói. Giang Sách hít thở sâu một hơi, nói rằng, tôn kính long mạch, ta gọi Giang Sách, hao hết tâm lực thu được ngũ hành chi vật tắt hỏa trụ, mục đích chỉ có một thu hoạch long chi thủy. Long mạch nghe xong, tiếp tục nói, hết thảy có thể tắt ngọn lửa người, bản tọa đều sẽ ban tặng hắn long chi thủy. Chỉ là Giang Sách, người biết long chi thủy chân chính đại biểu hàm nghĩa sao? Giang Sách vi vi cúi đầu, cũng xin chỉ giáo. Long mạch nói rằng, ân, vậy ngươi chợt nghe được rồi, long chi thủy, là có lợi có hại. Đầu tiên, lợi. Phàm là uống hạ long chi thủy nhân, sẽ đạt được chinh phục yến thành tư cách. Mặc kệ cái này nhân loại sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần không phải nguy hiểm cho đến long mạch, cũng sẽ không chịu đến bất kỳ trở ngại nào, long mạch sẽ không đối với hắn có bất kỳ dư thừa hạn chế. Người này, càng là có thể đem từ trước thổ hoàng đế cho kéo xuống ngựa, tự mình tiến tới trở thành yến thành chủ tể, một tay che trời. Đương nhiên, có thể làm được hay không điểm này, đều xem bản lãnh của mình. Long mạch cũng không sẽ trở ngại hắn, đương nhiên cũng sẽ không trợ giúp hắn. Đây chính là uống hạ long chi thủy lợi. Nếu như không có uống hạ long chi thủy, Mậu Mậu Nhiên liền muốn thay đổi triều đại, đem lão thiên tôn cho kéo xuống ngựa nói, na long mạch nhưng là không đáp ứng, biết ủng hộ lão thiên tôn, sẽ không để cho người khác thay thế được hắn. Nói đơn giản một chút, uống hạ long chi thủy, chính là chiếm được một cái tranh đoạt yến thành tư cách. Có thể không thành thành sự, liền đều xem chính mình bản lãnh. Cái này hay là lợi, trong con mắt người bình thường có thể không có ích gì, nhưng ở này đỉnh cấp đại lão trong mắt, cũng là không còn cách nào kháng cự. Biết lợi sau đó, kế tiếp, phải nghe một chút tệ hại rồi. Giang Sách hỏi, như vậy, uống hạ long chi thủy tệ hại vậy là cái gì rồi? Có lớn như vậy lợi, như vậy tệ hại khẳng định cũng không nhỏ. Long mạch sau đó đáp án. Cũng quả thực ấn chứng Giang Sách phỏng đoán. Chỉ thấy na trong màn ảnh hắc long bay một vòng, sau đó dừng lại, dùng lóe ra ánh sáng màu tím hai mắt nhìn Giang Sách, sau đó chậm rãi mở miệng nói, long chi thủy không phải nước thông thường, nó là dùng long mạch cốt tủy sản xuất mà thành. Uống hạ long chi thủy, đây cũng là ý nghĩa người đem linh hồn hiến tế cho long mạch. Từ nay về sau, người đem phụng long mạch làm chủ, chọn đời nghe lệnh của long mạch. Mạng của ngươi sẽ không còn thuộc về chính ngươi, mạng của ngươi, đem thuộc về long mạch. Nói khó nghe một chút, uống hạ long chi thủy, đời này phải cho rồng mạch làm chó săn. Long mạch muốn ngươi sống ngươi liền sống, long mạch muốn ngươi chết ngươi sẽ chết. Giang Sách khẽ lắc đầu, cười khổ nói, cái này tệ hại, không khỏi cũng quá lớn rồi. Từ long mạch nói ra được cái này lợi cùng tệ hại đến xem, hoàn toàn chính là không cân bằng. Lợi quá nhỏ, mà tệ hại quá lớn. Nếu như uống hạ long chi thủy, vậy thì đồng nghĩa với đem mình trọn đời đều giao cho long mạch rồi, như vậy đại giới là Giang Sách vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Từ từ, mặt đất cơ quan khởi động, một tấm bàn đá từ dưới đất thăng lên, ở trên bàn để một chén nước. Bình thản không có gì lạ. Long mạch nói rằng, lợi và hại đều đã nói cho ngươi rất rõ ràng, có muốn hay không uống xong cái ly này long chi thủy, thì nhìn chính ngươi lựa chọn. Cái này, chính là long chi thủy sao? Cái này, chính là Giang Sách hao hết tâm lực muốn lấy được đồ đạc sao? Đang không có lấy được thời điểm liều mạng muốn có được, các loại thực sự chiếm được sau đó mới phát hiện, vật này là như vậy không đáng tin cậy. Giang Sách hít thở sâu một hơi, hỏi, long mạch, có hay không mời nói lại hiểu rõ một chút? Uống hạ long chi thủy sau,
vì sao thì sẽ một đời nghe theo an bài của ngươi. Nếu như ta muốn phản bội còn không được. Vấn đề như vậy phi thường lớn mật. Bất quá, Long Mạch vẫn chưa truy cứu. Đối phương hồi đáp, nói cho ngươi biết cũng không sao, cái này Long Chi Thủy là lưu truyền hơn 1000 năm biến hóa kỳ lạ nước, uống hạ Long Chi Thủy, thân thể của ngươi sẽ chịu đến ta trưởng khống. Ta nghĩ muốn ngươi chừng nào thì chết, ngươi sẽ từ lúc nào chết, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi không cùng ta là địch, ta sẽ không cho ngươi đi chết. Ở dưới tình huống bình thường, ngươi uống hạ Long Chi Thủy sau, liền cùng uống một ly nước thông thường giống nhau, thân thể không có bất kỳ bất lương bệnh trạng. Đơn giản mà nói, cái này Long Chi Thủy giống như là một quả lựu đạn. Uống hạ Long Chi Thủy, chẳng khác nào đem viên này lựu đạn cho cột vào trên người, mà lựu đạn công tác thì trưởng khống ở Long Mạch trên tay. Ngươi không phải cùng Long Mạch là địch, Na Long Mạch cũng sẽ không khởi động lựu đạn, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, có hay không lựu đạn, kỳ thực hoàn toàn không có bất kỳ phân biệt. Chỉ khi nào ngươi tuyển trạch phản bội Long Mạch, cùng Long Mạch là địch. Như vậy, Long Mạch sẽ khởi động công tắc, tùy thời chung kết tánh mạng của ngươi. Hiện tại Giang Sách hiểu, vì sao phải uống hạ Long Chi Thủy, mới được Long Mạch tán thành. Bởi vì, đang uống hạ Long Chi Thủy sau, ngươi cũng chưa có cùng Long Mạch là địch khả năng, như vậy Long Mạch có thể yên tâm to gan cho ngươi đi tranh đoạt thiên hạ. Mặc kệ ngươi thu được bao nhiêu quyền lợi, kỳ thực đều là bang Long Mạch lấy được. Chỉ cần Long Mạch muốn, ngươi dám nói một chữ không? Giang Sách nhìn trước mắt Long Chi Thủy, trong lòng cười khổ. Ly nước này, Giang Sách là tuyệt đối không có khả năng đi uống, thời gian dài như vậy nỗ lực hầu như bằng uổng phí, hơn nữa, không uống Long Chi Thủy, chẳng khác nào cùng Long Mạch đứng ở mặt đối lập. Đến lúc đó, muốn lật đổ Lão Thiên Tôn thì càng khó khăn. Long Mạch ắt sẽ toàn lực bảo vệ Lão Thiên Tôn. Khó a, quá khó khăn. Giang Sách hít thở sâu một hơi, nói rằng, xin lỗi, cái ly này Long Chi Thủy, ta sợ là vô phúc tiêu thụ. Nói ra những lời này là cần tuyệt đối dũng khí. Tương Huân đứng có ở đây không xa xa nhìn Giang Sách, đang nghe những lời này sau, trong hai mắt hiện lên một nải nhân tầm vị quang mang. Hắn đối với Giang Sách, tựa hồ có mặt khác một tầng suy tính. Long Mạch đối với Giang Sách trả lời tựa hồ cũng không ngoài ý. Hắn tự tốn nói, uống cùng không uống, tất cả chính ngươi tuyển trạch, bản tọa sẽ không cưỡng cầu. Bất quá Giang Sách, có một chút cần nhắc nhở ngươi. Bản tọa biết ngươi cùng Lão Thiên Tôn có thù không đợi trời chung, nếu như không uống xong cái ly này Long Chi Thủy, ngươi sẽ không có thay thế được tư cách của hắn. Đến lúc đó, nếu như ngươi đối với Lão Thiên Tôn động thủ, bản tọa chắc là sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Này bằng với là cảnh cáo. Ngươi có thể không uống, thế nhưng, ngươi không uống, cũng không cần nữa đối Lão Thiên Tôn có bất kỳ ý nghĩ, sớm một chút cuốn gói rời đi. Nếu không, Long Mạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là cỡ nào giọng điệu bá đạo? Giang Sách khẽ cười một tiếng, sau đó, nói ra lệnh Long Mạch kinh ngạc không thôi lời nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Long Mạch, lên tiếng nói rằng, Lão Thiên Tôn, ta là nhất định phải bắt xuống. Nếu như ngươi không biết phân biệt, không nên trợ lực Lão Thiên Tôn lời nói, ta đây sẽ ngay cả ngươi cũng nhất định diệt trừ. Ngoan! Thật sự là quá độc ác. Chưa từng có một người dám như thế đối với Long Mạch nói, coi như là không ai bì nổi Lão Thiên Tôn, ở Long Mạch trước mặt cũng ngoan như là một cái nhỏ cừu. Giang Sách lại một lần nữa đổi mới đại gia đối với hắn nhận thức. Nghe thế dạng nói, Long Mạch đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó cười ha ha. Hảo một cái cuồng vọng đồ. Ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem bản tọa để ở trong mắt. Giang Sách, ta sẽ nhường ngươi biết ngươi có bao nhiêu vô tri, rất nhanh ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Phen này đối thoại, đại biểu cho Giang Sách cùng Long Mạch triệt để đứng ở mặt đối lập, không còn có vãn hồi có khả năng. Giang Sách không có chút nào khiếp đảm. Tu La Chiến Thần, cũng không e ngại bất cứ địch nhân nào. Hắn tự tay đem Long Chi Thủy bưng lên, khinh thường nói, ly nước này ta mặc dù không uống, nhưng nó dù sao cũng là ta thiên tân vạn khổ lấy được, ta muốn đem mang đi. Long Mạch, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Long Mạch hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Giang Sách,
hắn cũng không muốn làm cho Giang Sách đem Long Chi Thủy mang đi, bất quá hắn lúc này quả thực cũng không ngăn cản được Giang Sách. Dù sao hắn bản tôn cũng không tại hiện trường. Hơn nữa, coi như ở hiện trường, cũng không khả năng đánh thắng được Giang Sách. Hanh, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút người có thế nào thủ đoạn. Nói xong, màn hình lớn ảm đạm xuống, ngay sau đó, năm cái nguyên bổn đã tắt hỏa trụ, lúc này một lần nữa châm lửa, lại bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Tương Huân cuối cùng nhìn thoáng qua màn hình, sau đó xoay người rời đi. Giang Sách cùng Tương Huân hai người, một trước một sau, yên lặng đi tới, hai người trong lúc đó cũng không có bất kỳ lời nói nào. Đi thẳng ra tế đàn, Tương Huân chỉ có đột nhiên từ phía sau mở miệng gọi lại Giang Sách, bọn ngươi nhất đẳng. Giang Sách dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Tương Huân. Kỳ thực Giang Sách bây giờ đối với Tương Huân tình cảm cũng là phức tạp, cùng lúc hai người có tương đối khá quan hệ, nhưng về phương diện khác, Giang Sách cùng Long Mạch đứng ở mặt đối lập, chẳng khác nào cùng Tương Huân đứng ở mặt đối lập. Loại cảm giác này kỳ thực rất kỳ diệu. Tương gia chủ còn có chuyện gì muốn phân phó? Tương Huân nhìn Giang Sách, sau đó đưa tay chỉ bên trái, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Ân. Từ Tương Huân thần thái động tác đến xem, tựa hồ có cái gì bí mật muốn cùng Giang Sách tiết lộ. Sẽ là cái gì? Giang Sách không do dự, trực tiếp theo đi tới. Tương Huân đẩy ra một cánh cửa sắt, hai người trước sau bước vào, sau đó đem cửa phòng khóa trái. Căn phòng này cách âm hiệu quả tốt, hơn nữa có phản nghe lén trang bị. Ở chỗ này nói, ngoại trừ hai chúng ta ở ngoài, những người khác tuyệt đối sẽ không biết chúng ta nói chuyện nội dung. Tương Huân đi lên liền cho Giang Sách ăn một viên thuốc an thần. Sau đó, hắn nói tiếp, Giang Sách, người mới vừa biểu hiện, thực sự để cho ta rất hài lòng rồi. Chỉ thấy Tương Huân khóe miệng liệt khai, không cố kỵ nở nụ cười, đối với Giang Sách phía trước hành vi, hắn không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Điều này làm cho Giang Sách hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Tương Huân cùng Long Mạch không phải đứng ở trên cùng một trận tuyến. Giang Sách nói rằng, Tương gia chủ, phản ứng của ngươi để cho ta có điểm như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Khác thủ chi gia làm Long Mạch ở Yến Thành chính là lời nói người, Tương gia chủ chính là Long Mạch tuyệt đối người ủng hộ. Ngươi không phải hẳn là cùng Long Mạch đứng ở trên cùng một trận tuyến sao? Tại sao phải đối với ta mới vừa hành vi cảm thấy vui vẻ? Tương Huân cũng không trả lời, cứ như vậy nhìn Giang Sách, trong mắt quay tròn loạn chuyển, tựa hồ đang suy tính làm như thế nào cùng Giang Sách giải thích. Một chút đến đây đi. Tương Huân tằng hắng một cái, nói rằng, để cho ta suy nghĩ một chút, nên từ nơi này bắt đầu giải thích với ngươi tương đối khá. Ân. Liền từ ngươi chết đi sư phụ Trần Lão bắt đầu nói đi. Giang Sách, ta nhớ được ngươi đã từng hỏi ta, tại sao phải không giữ lại chút nào thu lưu Trần Lão? Giang Sách gật đầu, trước quả thực hỏi qua. Tương Huân cũng không phải là cái loại này biết không có điều kiện, đi đại thiện chuyện người. Cái gì thương cảm Trần Lão, cái gì trợ giúp Trần Lão hoàn thành chiết cây thuật, do đó trợ giúp càng nhiều hơn bệnh ung thư người bệnh, mấy thứ này vừa nghe cũng cảm giác rất giả dối. Trừ phi Tương Huân chính mình mắc có bệnh ung thư, bằng không, Giang Sách không tin hắn sẽ vì chuyện này mà giúp đỡ Trần Lão cả đời. Trước Tương Huân vẫn không chịu cùng Giang Sách để lộ mục đích thật sự, cũng là bởi vì không biết Giang Sách lập trường. Hiện tại, Tương Huân yên tâm. Hắn trực tiếp nói, Giang Sách, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta tại sao muốn giúp đỡ Trần Lão cả đời, đi nghiên cứu, hoàn thành chiết cây thuật. Bởi vì chiết cây thuật ngoại trừ có hy vọng trị liệu bệnh ung thư ở ngoài, còn có một người vô cùng trọng yếu tác dụng nó, cũng có thể trị liệu Long Chi Thủy độc. Cái gì? Giang Sách hai mắt trừng lớn, điểm này là hắn căn bản không có nghĩ tới. Thì ra, chiết cây thuật còn có như vậy một loại hiệu quả. Tương Huân nói rằng, Long Chi Thủy là một loại phi thường thần kỳ biến hóa kỳ lạ nước, đã lưu truyền hơn 1.000 năm. Phàm là uống hạ Long Chi Thủy nhân. Cũng sẽ bị Long Mạch trưởng khống sinh mệnh, tùy thời bị giết chết. Long Chi Thủy, là một loại cao cấp vô cùng độc dược. Đây là một loại căn bản không có giải dược, uống xong, chẳng khác nào đem sinh mệnh giao cho Long Mạch độc dược. Trên thế giới lại có như vậy độc dược, nghe thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Tương Huân tiếp tục nói,
nhưng không phải mỗi người đều có tư cách uống Hạ Long chi thủy. Có thể uống chất độc này thuốc, toàn bộ đều là nhất nhân vật nhất lưu. Lão Thiên Tôn uống qua, ta, cũng uống qua. Không riêng gì ta, khác thủ chi gia mỗi một nhâm gia chủ, đều phải uống Hạ Long chi thủy. Đồng thời, khác thủ chi gia mỗi một nhâm gia chủ, đều là chết bởi Long chi thủy kịch độc. Lời nói này dọa người hơn rồi. Giang Sách đại não rất nhanh bay lộn, đem hết thảy tin tức đều ghi xuống. Hắn biết, Tương Huân đã không ở giấu giếm, đối với hắn toàn bộ thác suất. Giang Sách nói rằng, cho nên Tương gia chủ ngươi vô điều kiện giúp đỡ Trần lão đi nghiên cứu chiết cây thuật, chính là vì muốn mượn chiết cây thuật tới chữa cho tốt bên trong cơ thể ngươi Long chi thủy độc. Đúng là như vậy, Tương Huân khẳng định nói, khác thủ chi gia mỗi một đảm nhiệm gia chủ đều chỉ có thể làm được 60 tuổi, liền nhất định sẽ bị Long mạch khởi động công tắc, chết bởi Long chi thủy độc. Sau đó, lại chọn Tưởng gia hậu nhân tới kế thừa chức gia chủ. Các loại 7 năm sau đó, ta 60 tuổi, sẽ chết, ta chỉ có một hài tử, đó chính là Theo Như Vân. Đến lúc đó, Theo Như Vân sẽ trở thành khác thủ chi gia gia chủ. Sau đó đợi nàng 60 tuổi thời điểm, cũng sẽ chết bởi Long chi thủy. Từ xưa đến nay, hơn 1.000 năm chớ chú, vẫn quấn vòng quanh Tưởng gia, chưa bao giờ thay đổi. Long mạch cho Tưởng gia mang đến tài phú, càng mang đến ác mộng. Tương Huân lời nói xác thực làm cho Giang Sách có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ Long chi thủy phía sau còn có như thế một mối liên hệ. Càng không nghĩ đến, thì ra nhìn qua phong quang vô hạn khác thủ chi gia, kỳ thực bi thảm như vậy. Mỗi một đảm nhiệm gia chủ cũng sẽ ở 60 tuổi thời điểm bị Long mạch giết chết. Giết chết bọn họ không đặc biệt, chính là Long chi thủy. Tương Huân cười khổ một tiếng, nói rằng, người nhất định rất muốn biết Long mạch rốt cuộc cái gì a? Hiện tại, ta liền cho ngươi vạch trần Long mạch diện mục chân thật. Cái này lại nói tiếp, thời gian phải đi phía trước đẩy rất lâu rồi. Chuyện xưa phát sinh, khoảng chừng ở 1.000 năm trước, khi đó vẫn là Tống Triều. Ngay lúc đó hoàng đế ngu ngốc vô năng, trong triều trong mơ hồ xuất hiện một thế lực, muốn thay đổi triều đại, đem hoàng đế đuổi mã. Cổ thế lực này nằm vùng ở âm thầm, cũng tự xưng là Long Mạch. Long Mạch chế tạo ra một loại không có giải dược đặc thù chi độc, đặt tên là Long Chi Thủy, cùng sử dụng Long Chi Thủy đã khống chế ngay lúc đó vương công đại thần, ý đồ đối với hoàng đế bất lợi. Đang ở Long Mạch tràn đầy tự tin, cho rằng có thể thao túng triều đình thời điểm. Lại sự việc đã bại lộ rồi. Lúc đó một gã chính trực tướng quân, bằng mặt không bằng lòng, đang uống dưới Long chi thủy sau, mặt ngoài bằng lòng cùng trong Long mạch ứng với bên ngoài hợp, phát binh bắt vua, trên thực tế, tướng quân âm thầm đem Long mạch âm mưu toàn bộ đều viết ở tại trên một tờ giấy, cũng đem giấy nấp trong ống tay áo bên trong, đem giao cho hoàng đế. Hoàng đế đang nhìn hết thư tín sau đó, biết toàn bộ chân tướng, lấy như lôi đình tốc độ diệt trừ Long mạch. Đồng thời đem hết thảy tham dự trong đó đồng bọn đều cho bắt, giết chết. Long mạch chủ mưu, là đương thời hoàng đế thúc thúc, ngày đầu tiên liền chọn rời đi kinh thành. Hầu ở bên người hắn, là một gã anh dũng thiện chiến đại tướng, họ Tương. Sau lại, hoàng thúc cùng Tưởng tướng quân hoàn toàn biến mất rồi, mặc kệ hoàng đế phát động bao nhiêu người đi tìm, đều căn bản tìm không được hai người bọn họ hành tung. Vốn tưởng rằng sự kiện đến đó liền kết thúc. Ai biết, từ đó về sau, Long mạch lại cho tàn lại cháy, một mực dân gian tồn tại. Không cần nghĩ cũng biết, Long mạch chủ mưu vẫn là hoàng thúc, mà Tưởng tướng quân thì sáng lập khác thủ chi gia, cả đời đều đối với hoàng thúc tận trung. Hoàng thúc mặc dù không có xưng bá thiên hạ dã tâm, nhưng cũng dựa vào Long chi thủy nắm giữ không ít tài phú. Từ đó về sau, Long mạch cùng khác thủ chi gia vẫn tồn tại. Thậm chí Đại Tống đều mất nước. Long mạch vẫn tồn tại. Cái này một tồn tại, liền tồn tại hơn 1.000 năm nhiều. Mãi cho đến giờ này ngày này, Long mạch trở thành Yến Thành thực tế trưởng khống giả, mà khác thủ chi gia gia chủ, cũng từ năm đó Tưởng tướng quân, biến thành hiện tại Tương Huân. Bí mật này, chỉ có Long mạch người của gia tộc cùng với khác thủ chi gia gia chủ mới biết được. Tưởng gia, ngoại trừ Tương Huân ở ngoài, những người khác hoàn toàn không biết. Trừ phi các loại Tương Huân chết, Tương Y Vân trở thành gia chủ, mới có tư cách biết cái này kéo dài hơn 1.000 năm bí mật. Kỳ thực, năm đó Tưởng tướng quân cùng Hoàng thúc quan hệ phi thường tốt, cả đời tận trung cương vị công tác,
Hoàng Thúc cũng không có làm cho Tưởng tướng quân uống qua Long Chi Thủy. Nhưng từ từ, càng về sau, quan hệ lại càng vi diệu. Long mạch người của gia tộc đã rất khó hoàn toàn tín nhiệm Tưởng gia nhân, không phải ai đều là Tưởng tướng quân. Vì để tránh cho Tưởng gia nhân phản bội Long mạch, vì có thể hoàn toàn thao túng Tưởng gia nhân là Long mạch hiệu lực, bọn họ quyết định cuối cùng làm cho Tưởng gia gia chủ uống xong Long Chi Thủy. Cứ như vậy, Tưởng gia cũng chưa có phản bội khả năng. Nghe thế, Giang Sách không khỏi cảm khái, Tưởng gia nhân thật đúng là có đủ số khổ a. À. Cái này cũng chưa hết. Tương Huân còn nói thêm, Long Chi Thủy giống như là một cái chớ chú, vẫn khốn nhiễu Tưởng gia người. Cuối cùng, có mặc cho gia chủ thực sự chịu không nổi, lựa chọn phản bội, kết quả chính là bị lập tức xử tử, đồng thời làm cho gông xiềng nặng hơn mỗi một nhâm gia chủ chỉ có thể sống 60 tuổi. Dùng cái này làm nghiêm phạt. Đến cái này, Giang Sách xem như là triệt để hiểu rõ Long Mạch, Long Chi Thủy, Khác Thủ Chi ra ba người này quan hệ giữa. Năm đó Hoàng Thúc muốn dựa vào Long Chi Thủy làm hoàng đế, kết quả sự việc đã bại lộ, dựa vào Tưởng tướng quân đào tẩu. Sau đó, Hoàng Thúc ở dân gian tiếp tục làm Long Mạch một bộ kia, Tưởng tướng quân thành lập Khác Thủ Chi ra tới chống đỡ Hoàng Thúc, hai người phối hợp khăng khít, nắm giữ không ít tài phú. Kết quả hậu nhân của bọn họ xảy ra phiền toái. Long mạch không tin Khác Thủ Chi gia, vì vậy tuyển trạch dùng Long Chi Thủy tới trói chặt Khác Thủ Chi gia. Mà Khác Thủ Chi gia tự nhiên chịu không nổi điểm này, vì vậy liền phản kháng, phản bội, kết quả lại phản kháng thất bại, đồng thời đổi lấy càng thêm trừng phạt nghiêm khắc mỗi một nhâm gia chủ chỉ có thể sống đến 60 tuổi. Cứ như vậy, Long mạch, Khác Thủ Chi gia cố sự, lan tràn đến rồi hiện tại. Bây giờ Long Mạch đã phi thường cẩn thận, đối với cái này chủng bí mật, chỉ có Long Mạch người có thể biết, trừ cái đó ra, cũng chỉ có Khác Thủ Chi gia gia chủ biết. Những người khác, cũng không có quyền biết. Ngay cả Lão Thiên Tôn, đã cùng bí mật này tuyệt không cảm kích. Cho nên, Tương Huân có thể đưa cái này bí mật nói cho Giang Sách, đó là đối với Giang Sách hoàn toàn tín nhiệm, đồng thời tuyển trạch cùng Giang Sách đứng ở đồng nhất trận tuyến. Giang Sách thở dài. Nói rằng, cho nên Tưởng gia chủ, mục đích của ngươi chính là muốn hoàn thiện chiết cây thuật, giải trừ Long Chi Thủy độc, làm cho Tưởng gia thoát khỏi cái này bị trói buộc rồi hơn 1.000 năm chớ chú. Tương Huân khẳng định gật đầu. Giang Sách có chút không hiểu hỏi, lời nói khó nghe, cái này chớ chú không phải rất dễ dàng giải trừ sao? Chỉ cần không cho Y Vân đương gia chủ, không cho Y Vân uống xong Long Chi Thủy, chớ chú không phải giải trừ. Chỉ bất quá, cứ như vậy. Tương Huân có thể sẽ chết. Không phải, là tuyệt đối sẽ chết. Tương Huân cười khổ nói, sự tình nào có đơn giản như vậy. Nếu như Y Vân không thích đáng gia chủ, như vậy Khác Thủ Chi gia sẽ có tai họa ngập đầu. Không riêng Y Vân sẽ chết, toàn bộ Khác Thủ Chi gia nhân, toàn bộ đều sẽ chết. Cái này, không phải ta muốn thấy. Cho nên, nói 1.000 nói 1 vạn, mục đích cuối cùng chỉ có một triệt để diệt trừ Long Mạch. Giang Sách nói rằng, Tưởng gia chủ, đa tạ ngươi có thể như vậy tín nhiệm ta, đem nhiều chuyện như vậy đều nói cho ta. Ta đây cũng cam đoan với ngươi, nhất định sẽ chế tạo ra Long Chi Thủy giải dược, mong ước ngươi thoát khỏi Long Mạch chớ chú. Đồng thời, ta sẽ tự tay đem Long Mạch diệt trừ, làm cho Khác Thủ Chi gia triệt để từ Long Mạch ma trưởng trung thu được tự do. Nghe thế dạng nói, Tương Huân kích động lệ nóng doanh tròng. Hắn đợi giờ khắc này đã quá lâu. Sau đó, Giang Sách đột nhiên lại nói rằng, nói như vậy, Lão Thiên Tôn cũng uống hạ Long Chi Thủy, bằng sinh mệnh cũng trưởng khống ở Long Mạch trong tay. Ha ha, thật là có đủ khôi hài a. Lão Thiên Tôn chính hắn lợi dụng phệ tâm tán tới khống chế người khác, kết quả chính mình lại bị Long Mạch dùng Long Chi Thủy khống chế được, đúng là mỉa mai rất. Các loại. Giang Sách hai mắt híp một cái, nói rằng, Long Chi Thủy, phệ tâm tán. Trần Lão. Thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ. Tương Huân nở nụ cười. Xem ra, người đã đoán được. Không sai, Lão Thiên Tôn từ Trần Lão Thanh kia Niếp Thiên Kỳ đào đi nguyên nhân, chính là muốn Niếp Thiên Kỳ dùng chiết cây thuật, giúp hắn giải trừ Long Chi Thủy độc. Tuy nói cái ý nghĩ này thất bại, thế nhưng, Niếp Thiên Kỳ lại đem chiết cây thuật cùng Long Chi Thủy kết hợp đứng lên, chế tạo ra phệ tâm tán như vậy một cái ác liệt sản phẩm. Có thể nói, phệ tâm tán chính là làm bừa, chế tác không hợp cách Long Chi Thủy. Bất quá dù vậy,
lão thiên tôn vẫn là dựa vào phệ tâm tán hoàn thành đối với Yến Thành trưởng không a. Những lời này đối với Giang Sách ý nghĩa là phi thường lớn, dù sao cùng Long Chi Thủy so với, kỳ thực Giang Sách càng thêm quan tâm là phệ tâm tán, dù sao nữ nhi của hắn còn ở bên trong thân thể loại độc chất này. Kỳ thực, Giang Sách tới Yến Thành mục đích đúng là vì chế tạo ra phệ tâm tản độc. Chờ chút, để cho ta gỡ một gỡ. Giang Sách chậm rãi nói rằng, nói cách khác, phệ tâm tán kỳ thật là một loại chế tác thất bại Long Chi Thủy. Kỳ thành phân, là Long Chi Thủy cùng chiết cây thuật dung hợp mà thành. Tương Huân gật đầu, người nói toàn bộ đều là chính xác, hiện tại ngươi đã đại khái nắm giữ chiết cây thuật, đồng thời đã được đến rồi Long Chi Thủy, muốn chế tạo ra phệ tâm tản giải dược, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nghe thế, Giang Sách nội tâm là hài lòng, rung động. Điều này cũng làm cho ý nghĩa con gái của mình sẽ an toàn, không cần lại chịu đến phệ tâm tản dằn vặt. Bất quá! Giang Sách nhìn trước mắt Tương Huân, nói rằng, vậy thật ra thì ta nghĩ muốn lấy được đã được đến rồi, ta chỉ cần chế tạo ra giải dược là được rồi, ta theo Lão Thiên Tôn giữa mâu thuẫn cửu hận cũng sẽ không tồn tại. Kỳ thực, ta thậm chí có thể hiện tại liền rời đi Yến Thành, trở lại Giang Nam Khu. Tưởng gia chủ, người theo ta đem hết thảy đều nói thẳng ra. Sẽ không sợ ta chuồn mất sao? Tương Huân nói rằng, nếu muốn trợ giúp của ngươi, tự không khả năng có nữa giữ lại. Ta đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, cũng là tin tưởng Giang tiên sinh không phải cái loại này biết chuồn mất nhân. Sự thực chứng minh, hắn xem được rồi. Giang Sách quả thực không phải cái loại này chiếm được mình muốn, sẽ đem người khác ném ở một bên người. Hắn có kiên trì của hắn. Đa tạ tưởng gia chủ như thế tín nhiệm ta. Yên tâm đi, ta theo Lão Thiên Tôn giữa cửu hận, sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc. Cùng vẽ thượng tập đoàn, cùng Long Mạch, cuối cùng cũng có đánh một trận. Lời nên nói cũng đều nói xong, Giang Sách cùng Tương Huân hai người ly khai gian nhà, đang đi ra nhà một sát, tất cả bí mật liền cũng phải nấp trong đáy lòng, không thể nữa đối bên ngoài nói. Bên trong phòng những lời này, là tuyệt đối không thể bị Long Mạch nghe được. Nếu không... Tương Huân sợ là sẽ phải tùy thời bị giết chết. Trở lại phòng khách, Tương Y Vân vui vẻ hỏi, thế nào, Giang Sách, người thành công thu được Long Chi Thủy rồi không? Giang Sách gật đầu, chiếm được. Tương Y Vân nhìn Giang Sách trong tay Long Chi Thủy, hiếu kỳ hỏi, vì sao ngươi được đến Long Chi Thủy cũng không uống a? Tương Y Vân còn không biết Long Chi Thủy ý nghĩa, không biết uống xong Long Chi Thủy đại biểu cho cái gì, sẽ có cái gì nguy hại. Mới có như vậy nghi hoặc. Giang Sách đương nhiên sẽ không nói cho nàng lời nói thật, chỉ là mỉm cười hồi đáp, riêng này sao uống không có ý nghĩa, ta muốn mang về, xào hai mâm củ lạc, vừa ăn một bên uống. Tương Y Vân Phúc suy vui vẻ, người còn đem Long Chi Thủy trở thành rượu ngon lạc. Ta thực sự là sai lạc. Sau đó, Giang Sách từ trong lòng lấy ra lệnh bài, đem trả đến Tương Huân trong tay, nói rằng ta đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Về sau sợ là sẽ không trở lại tuân thủ nghiêm ngặt nhà rồi, tấm lệnh bài này cũng trả lại cho tưởng gia chủ. Tương Huân lại tự tay đẩy trở về, tấm lệnh bài này sẽ đưa cho ngươi, về sau ngươi chừng nào thì nghĩ đến, tùy thời hoan nghênh. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Giang Sách đưa lệnh bài thu vào, sau đó mang theo đôi ngư ly khai tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Nhìn Giang Sách đi xa bóng lưng, Tương Y Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một bi thương một trong. Cảm giác khả năng về sau không còn có biện pháp cùng Giang Sách mỗi ngày gặp mặt. Giang Sách mang theo đôi ngư trực tiếp về tới thực tiệm thuốc, ly khai lâu như vậy, chỉ mong thực tiệm thuốc bên trong không có gặp chuyện không may. Vừa về tới thực tiệm thuốc, các công nhân viên liền xông tới, trên mặt mỗi người đều toát ra nụ cười, đối với Giang Sách đông vấn tây vấn, cuối cùng, Giang Sách đem tất cả mọi người đánh đuổi, mang theo bình nước lên lầu 3. Vừa đến trên lầu, Giang Sách liền đem vật trong tay đều buông, nói rằng, bình nước, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi xem thủ thực tiệm thuốc rồi. Bình nước mỉm cười, cái này chính là ta phải làm. Giang Sách hỏi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, vẽ thượng tập đoàn bọn họ lại làm chuyện xấu sao? Bình nước nói rằng, đây cũng là không có. A hát, vẽ thượng tập đoàn sao lại thế buông tha cơ hội tốt như vậy? Giang Sách ngược lại có chút ngoài ý muốn. Trước không nói Lão Thiên Tôn Na Bạo tính khí, chính là hắn bên người cái kia què chân bí thư Tiếu Canh, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy a. Bình nước hồi đáp,
này cũng phải cảm tạ thống suất trước lúc ly khai làm ra một loạt bộ thự, Tiếu Canh bọn họ lại là bắt nội gián, lại là mệt mỏi ứng phó các loại mặt trái tin tức, tạm thời còn không có tinh lực đối phó chúng ta. Hơn nữa ta đây đoạn thời gian cũng tương đối là ít nổi danh, không có chủ động đi trêu chọc bọn hắn, cho nên song phương tương đối mà nói liền không liên quan tới nhau. Ân, Giang Sách lại hỏi, như vậy đoạn thời gian vẽ thượng tập đoàn tình huống thế nào? Nói đến chỗ này trọng tâm câu chuyện, bình nước trên mặt của liền lộ ra một cười xấu xa. Hắn cố ý tằng hắng một cái, nói rằng, trong khoảng thời gian này vẽ thượng tập đoàn cũng trôi qua không phải quá tốt, trước không nói phía trước Nam một đống cục diện rối rắm sự tình, gần nhất bọn họ lại đụng phải nhất kiện chuyện phiền toái. Chuyện phiền toái, chuyện gì? Khái khái, thông suất, nghe nói. Ân, ta cũng là nghe nói a. Vẽ thượng tập đoàn nội bộ. Không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Cái gì gọi là không sạch sẽ? Bình nước để sát vào Giang Sách bên tai nói rằng, chính là đang vẽ thượng tập đoàn nội bộ có đổ bẩn. Nghe nói, đã có không ít công nhân đều trúng chiêu, hiện tại toàn bộ vẽ thượng tập đoàn người bên trong tâm hoảng sợ, rất nhiều người cũng không muốn đi làm, thậm chí đều rối rít xin nghỉ, từ chức. Sự tình rất nghiêm trọng, toàn bộ Yến Thành không người không biết không người không hiểu. Khoa trương như vậy. Ra loại sự tình này, Giang Sách vẫn còn có chút hết ý. Đây không phải là phong kiến mê tín sao? Dựa theo đạo lý mà nói, hiện tại cũng thời đại nào. Cũng không đến nổi còn có người tin tưởng lời như vậy mới đúng vậy. Nhưng vì cái gì còn có thể gây nên ảnh hưởng lớn như vậy? Giang Sách phân tích nói, cái gì đồ bẩn không phải đồ bẩn, nhất định là không tồn tại, nhất định là bởi vì dở trò quỷ. Vẽ thượng tập đoàn đắc tội người nhiều như vậy, có người sẽ nhằm vào bọn họ cũng là bình thường sự tình. Minh Nước nói rằng, lời là nói như vậy không sai, thế nhưng chuyện quỷ dị thật sự là nhiều lắm, mặc dù vẽ thượng tập đoàn cao tầng không tin có đổ bẩn, nhưng nhìn không được công nhân viên bình thường loạn tưởng a. Lưu ngôn phỉ ngữ hiện tại rất nghiêm trọng, hơn nữa quả thật có rất nhiều người chứng kiến, nghe được quỷ dị đồ đạc, mặc dù là bởi vì, đó cũng quá dọa người. Kỳ thực, Giang Sách thật vẫn đối với mấy cái này sự tình rất cảm giác hứng thú. Hắn ngồi xuống. Rót hai ly trà, đem bên trong một ly trà đẩy tới bình nước trước mặt, nói rằng, tới, ngồi xuống, một bên uống trà vừa cùng ta nói xem, tranh này thượng tập đoàn nội bộ, đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện quỷ gì. Bình nước ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một chút, nói rằng, ta đây cứ dựa theo thời gian trước sau tới giảng thuật A, đầu tiên, kiện thứ nhất sự kiện quỷ quái nổi bồng bềnh giữa không trung nữ nhân áo đỏ. Bình nước giọng nói chuyện đều trở nên có chút quỷ dị, hình như là đang cố ý chế tạo khủng bố bầu không khí giống nhau. Giang Sách cười cười, mặc kệ hắn. Chỉ nghe Bình nước nói rằng, đây là phát sinh ở vẽ thượng tập đoàn nội bộ hết thảy sự kiện quỷ dị kiện thứ nhất, rất là dọa người. Ở một ngày buổi tối, vẽ thượng tập đoàn công nhân lưu lại tăng ca, xử lý các loại sự kiện. Kết quả là tại nơi chút công nhân hướng về phía màn ảnh máy vi tính gõ chữ thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác người đeo sau có điểm dâm mát, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả là chứng kiến có một đoàn màu đỏ đồ đạc bá một cái chuồn luôn đi. Lúc đó na công nhân còn không có gì quá nhiều ý tưởng, vì vậy cứ tiếp tục hướng về phía màn hình gõ chữ. Kết quả một lát sau, ở màn ảnh phản quang dưới, loáng thoáng chứng kiến trên màn ảnh bày biện ra một người nữ nhân mặt, trắng bệch, tóc dài. Công nhân lúc đó sợ đến liền kêu đứng lên, lập tức xoay người. Kết quả lại chỉ là chứng kiến một đoàn màu đỏ đồ đạc bá một cái bay đi. Cái này, công nhân cũng không dám khinh thường nữa rồi, hắn đem sự tình nói cho những người khác. Tất cả mọi người nói hắn gần nhất phim kinh dị thấy nhiều rồi, mới có thể như thế nghi thần nghi quỷ. Kết quả không đợi những nhân viên kia được nước bao lâu, chính bọn nó cũng nhìn thấy kinh khủng kia khuôn mặt. Chỉ thấy, một nữ nhân treo trên bầu trời phiêu phù ở ngoài cửa sổ. Dùng một đôi âm lãnh hai tròng mắt nhìn bọn họ, khóe môi vểnh lên, lộ ra quỷ dị kinh khủng nụ cười. Cô gái kia tóc rất dài, đồng thời mặc một thân màu đỏ sẫm y phục. Trang phục như vậy, hình tượng như vậy, sợ đến những nhân viên kia oa oa kêu to, có một chút người nhát gan nữ sinh thậm chí trực tiếp khóc lên. Ngay từ đầu còn có người cảm thấy có thể là trò đùa dai. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, phòng làm việc của bọn hắn nhưng là ở 28 lầu. Tại như vậy cao địa phương, người muốn thế nào trò đùa dai a?
một người lớn sống sờ sờ là căn bản không có khả năng bay tới cao như vậy. Nghĩ tới chỗ này sau, hết thảy công nhân càng là sợ không được, mỗi một người đều chạy ra ngoài. Chuyện này rất nhanh thì truyền ra. Ngày thứ hai, toàn bộ công ty liền đều đang đồn nói có quan hệ nữ nhân áo đỏ sự tình, này chính mắt thấy qua người, càng là sợ đến cũng không dám đi làm. Bất quá chuyện này cũng không có gây nên cao tầng chú ý. Dù sao, thấy thế nào, đây đều là phong kiến mê tín gì đó, thượng tầng làm sao có thể tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Nhưng rất nhanh, công ty công nhân liền phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sau đó trong cuộc sống, bọn họ lại đã trải qua các loại khủng bố chuyện đáng sợ, tỉ như thang máy đột nhiên đen, tỉ như leo thang lầu thời điểm, mạc danh kỳ diệu biết phiêu đáng nữ nhân tiếng ca, tỉ như bên trong điện thoại di động lại đột nhiên truyền ra quỷ dị khàn khàn tiếng, hình như là đang nói mau cứu ta, tỉ như công ty biển quảng cáo sẽ ở không có gió dưới tình huống, vô duyên vô cớ liền rớt xuống. Chuyện như vậy rất nhiều nhiều nữa, mấy ngày ngắn ngủi bên trong không ngừng phát sinh, đặc biệt đến buổi tối, phát sinh tần suất thì càng thêm nhiều lần. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp thu chuyện như vậy. Kết quả là, đại lượng công nhân bắt đầu xin nghỉ thậm chí từ chức. Tin tức truyền thông cũng biết chuyện này, bắt đầu không ngừng có người tới tiến hành phỏng vấn, vốn là đối với vẽ thượng tập đoàn không ưa chính bọn họ, lúc này càng là chơi mạng bôi đen. Cái gì thuyết pháp đều có. Công ty gì cao tầng chơi tiểu tam, đem người hại chết, bây giờ người ta trở về báo thù. Còn có công ty tăng ca quá nghiêm trọng, có nữ nhân công nhân mệt chết người rồi, kết quả vẽ thượng tập đoàn đem sự tình đè xuống dưới, hiện tại bị báo ứng. Lại có người nói, nữ nhân kia nhưng thật ra là lão thiên tôn tiểu lão bà, bởi vì chơi một ít kích thích trò chơi, kết quả chết ở trên giường, bây giờ trở về tới muốn chỉnh suy sụp vẽ thượng tập đoàn. Nói chung, dạng gì tin tức đều có, làm sao tìm kiếm cái lạ làm sao tới. Quảng đại dân chúng nhìn cũng là nồng nhiệt. Lúc đầu danh tiếng liền ngày càng trượt vẽ thượng tập đoàn, hiện tại càng là nổi tiếng xấu, trở thành mọi người trà dư tử hậu trò cười. Mắt thấy cao ốc gần sụp đổ, cao tầng rốt cục ngồi không yên. Hiện tại, vẽ thượng tập đoàn cao tầng lựa chọn 3 bước. Bước đầu tiên, chính là uy hiếp này truyền thông. Nếu như còn dám qua quyết đưa tin, sẽ áp dụng luật pháp thủ đoạn, đem bọn họ đều giết chết. Bước thứ hai, tìm một ít hay là đại sư tới làm phép, ổn định lòng người. Bước thứ ba, bắt đầu tìm kiếm hung phạm, nhìn rốt cuộc là người nào ở sau lưng giở trò quỷ, muốn phá đổ bọn họ vẽ thượng tập đoàn. Hiện nay hiệu quả cũng không tệ lắm. Đầu tiên, truyền thông đã không dám lại không cố kỵ tiến hành báo cáo. Mặc dù không sợ vẽ thượng tập đoàn pháp luật thủ đoạn, cũng muốn cẩn thận bị lão thiên tôn bọn họ âm thầm giết. Còn như tìm đại sư cách làm, đó chính là một bệnh hình thức. Lão thiên tôn bọn họ có thể căn bản không tin tưởng có cái gì đồ bẩn, càng không tin hay là đại sư tồn tại, làm như vậy, chỉ là vì ổn định lòng người, làm cho những nhân viên kia không muốn lại tạm rời cương vị công tác. Sự thực chứng minh, hiệu quả vẫn thật tốt, các công nhân viên đã bị trấn an không ít. Hơn nữa, vẽ thượng tập đoàn đã gia tăng rồi an ninh, gần nhất hai ngày đã cơ hồ không có chuyện quỷ dị xảy ra. Còn như một bước cuối cùng tìm ra hung phạm, cái này liền có chút khó khăn. Dù sao hung thủ là một người thông minh, sử dụng thủ đoạn khá cao minh, cho đến bây giờ, vẽ thượng tập đoàn cao tầng đều đối ngoại tuyên bố, đối với hung phạm còn không có bất kỳ đầu mối nào. Giang Sách mỉm cười, nói rằng, chiếu nói như vậy, thật ra thì vẫn là bởi vì. Hơn nữa hung thủ là người nào, sợ rằng vẽ thượng tập đoàn đã nắm giữ đầu mối. Mình nước giơ ngón tay cái lên, thống suất, bội phục. Ta đều chưa nói, ngươi cũng đã biết vẽ thượng tập đoàn nắm giữ đầu mối. Giang Sách nói rằng, vẽ thượng tập đoàn đối ngoại tuyên truyền, căn bản là cởi quần thối lắm làm điều thừa. Nếu quả như thật không có bất kỳ manh mối, bọn họ căn bản là không có khuôn mặt tuyên bố, nhất định sẽ nói đang cố gắng các loại. Nhưng bọn hắn nhưng là nói như vậy, đó chỉ có thể nói một việc cố tình bày sự nghi ngờ. Lợi dụng đối ngoại tuyên bố tới làm cho hung thủ lơ là bất cẩn, cho rằng không có nắm giữ manh mối, thuận tiện bọn họ tiếp tục hành động, do đó một lần hành động bắt được hung phạm. Kỳ thực như vậy hành động cũng không ngạc nhiên, không nói người khác, Giang Sách hầu hết thời gian cũng thích dùng. Đối với Giang Sách mà nói, liếc mắt là có thể nhìn thấu vẽ thượng tập đoàn xiếc.
Minh Nước gật đầu, nói rằng, ta đã nhờ cậy cự giải hắc vào vẽ thượng tập đoàn hệ thống, từ đó quả thực phát hiện một điểm đầu mối. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hung phạm là một cái tên là Cố Khải trẻ tuổi người. Hắn là Thôi Oánh người ái mộ, Thôi Oánh bị Lão Thiên Tôn hại chết sau đó, hắn đã từng đã tham gia trận kia phản đối vẽ thượng tập đoàn diễn sướng hội, kết quả ngươi cũng biết, diễn sướng hội rất thất bại. Các loại tâm tình vẫn đè nén, Cố Khải cuối cùng đã nghĩ ra giả thần giả quỷ phương thức đi đối phó vẽ thượng tập đoàn, cho dù không thể đối với vẽ thượng tập đoàn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, có thể dằn vặt bọn họ một cái cũng là tốt. Thật tình không biết, hành động như vậy là dẫn lửa thiêu thân. Vẽ thượng tập đoàn đã theo dõi Cố Khải, ước đoán chẳng mấy chốc sẽ đối với thanh niên nhân này động thủ, hài tử đáng thương, còn tưởng rằng làm thần không biết quỷ không hay, kỳ thực sớm đã bị người cho nắm giữ đầu mối. Đối với Cố Khải, Bình Nước chỉ có đồng tình mà thôi, dù sao giữa song phương không có bất kỳ liên quan. Thế nhưng đối với Giang Sách, bất kỳ một cái nào đứng ở vẽ thượng tập đoàn mặt đối lập người đều là đáng giá đi cứu trợ. Hắn nói rằng, khiến người ta theo dõi bảo hộ Cố Khải, một ngày có bất kỳ có chuyện xảy ra sản sinh, liền lập tức cho ta biết. Minh Nước hỏi, thống suất, chuyện này ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Kỳ thực chuyện này theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta hoàn toàn có thể không cần đi quản. Vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này làm một ít chúng ta muốn việc làm. Giang Sách lại nói, không phải, thanh niên nhân này, ta phải cứu. Cũng không biết là thanh niên nhân này thật hữu dụng, còn là nói Giang Sách tâm địa thiện lương như vậy. Nếu như vậy yêu cầu, Bình Nước cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp sắp xếp người theo dõi bảo hộ Cố Khải. Sự tiến triển của tình hình tiến hành rất nhanh. Đang ở vào lúc ban đêm, vẽ thượng tập đoàn nhân cũng đã có động tác. Cố Khải, một người bình thường dân đi làm, mấy tháng trước vừa mới tốt nghiệp đại học, công tác cũng còn không đủ ổn định. Cho tới nay, đều là Thôi Oánh tiếng ca nương theo hắn vượt qua gian nan nhất thời gian. Kết quả, như vậy một cái nữ thần lại bị Lão Thiên Tôn hại chết. Thù này, làm cho Cố Khải khó có thể tiếp thu. Trong khoảng thời gian này, hắn lợi dụng các loại thủ đoạn đang vẽ thượng tập đoàn nội bộ dở trò quỷ, làm vẽ thượng tập đoàn gà chó không yên, bất quá hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Đang vẽ thượng tập đoàn tăng cường an ninh sau đó, hắn muốn tiếp tục làm phá hư đã là chuyện không thể nào. Hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉnh một cái vẽ thượng tập đoàn, cái này là đủ rồi, ngược lại tức giận cũng phát tiết. Trời tối. Cố Khải ngồi xe lửa về nhà, đến đứng sau đó, mang theo bao đi ra đường sắt ngầm, dọc theo đường cái, hướng phía phòng trọ phát hiện đi tới. Đang ở hắn đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên, trước người xuất hiện mấy người mặc loè loẹt nam tử, mỗi người đều đem hai tay cắm vào trong túi áo, mỗi một người đều như là sói đói giống nhau theo dõi hắn. Cố Khải lại càng hoảng sợ, hỏi các ngươi là. Đoàn người xa nhau, một cái què chân lão nhân đi ra. Bỉ nhân, vẽ thượng tập đoàn Tiếu Canh. Vừa nghe đến đối phương danh hào, Cố Khải cũng biết thân phận mình bại lộ. Hắn không thể tin được, ban ngày còn xác nhận một lần, vẽ thượng tập đoàn đối ngoại tuyên bố không có tìm được bất kỳ đầu mối nào, rất gấp, làm sao chỉ có ngắn ngủi mấy giờ đi qua, là có thể tập trung chính mình. Thật tình không biết, vậy đối với bên ngoài tuyên bố chỉ là vẽ thượng tập đoàn vì ổn định Cố Khải mà thôi. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Cố Khải sợ đến ngay cả nói chuyện cũng run rẩy. Tiếu Canh cười ha ha, làm sao, ngươi không phải nữ quỷ sao? Quỷ, cũng sẽ sợ sao? Cố Khải đã triệt để hoảng hồn. Hắn hướng về phía ven đường hô to, người cứu mạng. Người cứu mạng a? Nhưng mà, người đến người đi, mỗi người đều cúi đầu rất nhanh đi qua, không có bất kỳ một người dám dừng bước lại chõ mõm vào. Tiếu Canh mang tới này tay chân cũng không phải là người bình thường, như vậy tư thế, ai dám chõ mõm vào, người đó liền biết người thứ nhất bị giết chết. Đừng nói đến giúp đỡ Cố Khải rồi, những người qua đường kia ngay cả báo cảnh sát dũng khí cũng không có. Rõ ràng trên đường có người nhiều như vậy, lại một cái đứng ra cũng không có. Cố Khải triệt để không biết nên làm sao bây giờ. Tiếu Canh chọc chọc quải trưởng, nói rằng, tiểu tử, ta mời bội phục dũng khí của ngươi. Vẽ thượng tập đoàn thành lập nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất cũng là duy nhất một cái dám ở vẽ thượng tập đoàn giả thần giả quỷ. Nhưng người làm việc, phải gánh chịu hậu quả.
tiểu tử, ngươi không phải rất thích nữ quỷ sao? Đi, đêm nay ta sẽ đưa ngươi xuống phía dưới, đi trong lòng đất cùng này đồ bẩn gặp mặt. Cố Khải nơi nào nghĩ đến sự tình lại nhanh như vậy liền bại lộ. Xoay người sẽ chạy, kết quả nhìn lại, 4-5 cái áo sơ mi nam chặn lối đi, căn bản cũng không cho Cố Khải bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Muốn chạy, căn bản không khả năng. Đều như vậy, Cố Khải còn muốn đi nơi nào? Đợi hắn chỉ có một con đường chết. Cố Khải cắn răng, các ngươi những thứ này đao phủ, muốn mạng của ta liền tới a. 20 năm sau lại là một cái hảo hán, ai sợ ai. Tiếu Canh nở nụ cười, ha ha, vẫn thật có khí phách, tốt, ta liền cho ngươi thống khoái. Hắn khoát tay chặn lại, lập tức có thủ hạ đem mốt cây chủy thủ cho móc ra, đi thẳng hướng Tiếu Canh, giơ tay lên liền chuẩn bị đâm ra đi. Vừa lúc đó, soạt một tiếng, một cục đá cắt bầu trời, trực tiếp đánh qua đây, vững vàng nện ở thủ hạ kia cổ tay trên, thủ hạ kia bị đau, dao găm trong nháy mắt rớt xuống đất. Ân, lại có người dám chõ mõm vào. Tiếu Canh híp hai mắt, hướng phía cục đá bay tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy xa xa hạo hạo đáng đáng đi tới một nhóm lớn người, bởi trên bầu trời đã bắt đầu dưới bắt đầu mưa nhỏ, những người đó toàn bộ đều che dù, hùng hổ. Tiếu Canh nghi ngờ trong lòng, sẽ là ai chứ? Ngay từ đầu còn không có thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương, các loại đám người kia đến rồi thời điểm, Tiếu Canh lúc này mới phát hiện đầu mối. Người cầm đầu không là người khác, đúng là hắn nhất thống hận nhất người nam nhân kia Giang Sách. Chỉ thấy Giang Sách một tay miễn cưỡng khen, một tay cắm ở trong túi quần, gió lạnh thổi bắt đầu tóc của hắn, làm cho một loại sơ sắc tiêu điều ý. Tiếu Canh nắm đấm nắm lại. Giang Sách, chuyện này với ngươi không có quan hệ, đây là chúng ta vẽ thượng tập đoàn cùng Cố Khải sự việc của nhau, khuyên ngươi không cần nhiều chõ mõm vào. Ha ha, nếu như lời như vậy hữu dụng, Giang Sách còn biết được sao? Chỉ thấy Giang Sách vi vi ngẩng đầu lên, phi thường miệt thị nhìn Tiếu Canh, từ tốn nói, chỉ cần là với các ngươi vẽ thượng tập đoàn đối nghịch người, liền toàn bộ đều là ta chiến hữu tốt, mỗi một danh chiến hữu, ta đều sẽ làm toàn lực bảo vệ. Đây chính là công nhiên cùng vẽ thượng tập đoàn tuyên chiến A. Bất quá, Giang Sách cùng vẽ thượng tập đoàn vốn chính là ngươi chết ta sống quan hệ, tuyên chiến gì gì đó cũng căn bản không sao cả. Tiếu Canh cắn răng, nhìn Giang Sách sau lưng những người đó, biết một ngày đánh nhau, cạnh mình khẳng định không chiếm được nửa phần tiện nghi, Giang Sách thực lực mạnh bao nhiêu hắn chính là thấy qua, thực sự không thích hợp ở nơi này chiến đấu. Khả năng liền như vậy để cho chạy Cố Khải. Hắn lại vô cùng khó chịu. Cuối cùng, Tiếu Canh giãn ra chân mày, lạnh rên một tiếng, nói rằng tốt, nếu Giang tiên sinh muốn đảm bảo hắn, ta đây chỉ bán ngươi một cái mặt mũi. Quay đầu lại, hắn rồi hướng Cố Khải nói rằng, chuyện này dừng ở đây, Cố Khải, về sau nếu như ngươi còn dám đối với vẽ thượng tập đoàn dở trò quỷ, ta ngươi nhất định phải mệnh. Nói xong, Tiếu Canh xoay người rời đi, những thủ hạ kia cũng đều đi theo. Cố Khải lúc này mới hơi chút thở dài một hơi. Còn không đợi Cố Khải đối với Giang Sách nói một tiếng cảm ơn, đột nhiên, nguyên bổn đã xoay người rời đi Tiếu Canh bỗng nhiên quay đầu, từ trong lòng móc ra một khẩu súng, hướng về phía Cố Khải bắn một phát. Đi chết đi! Tiếu Canh gào thét lớn. Thả Cố Khải một mạng, bán Giang Sách một bộ mặt. Ha ha, căn bản không có sự tình. Hướng Tiếu Canh loại này giả dối đồ, là căn bản không có hảo tâm như vậy. Hắn hội, chính là bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài thả ngươi, quay đầu liền phóng bắn lén. Cố Khải nơi nào chơi được qua Tiếu Canh, hắn sợ đến con ngươi trừng lớn, đang nghe tiếng súng một khắc kia, liền làm được rồi phải chết chuẩn bị. Nhưng mà, Cố Khải biết lại chết như vậy. Không phải, Giang Sách còn không có bằng lòng. Chỉ thấy Giang Sách thuận tay ném ra một cây chủy thủ, đương một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chủy thủ kia cư nhiên trực tiếp đem viên đạn ngăn cản xuống dưới. Ngắn ngủi một giây không đến lúc đó gian, Cố Khải liền từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Hắn đã ngay cả cũng đứng không được, lập tức liền ngồi sập xuống đất, hai chân không ngừng run rẩy, trong đầu trống rỗng, vừa mới nếu như không phải Giang Sách xuất thủ cứu giúp, hắn chắc chắn phải chết. Một thương thất bại, Tiếu Canh mắt lạnh nhìn Giang Sách, ha ha, Giang Sách, chúng ta sổ sách có quên đi. Lúc này đây, Tiếu Canh thu hồi thương, thực sự xoay người rời đi. Giang Sách nhìn thoáng qua ngồi dưới đất không ngừng run rẩy Cố Khải,
an ủi, yên tâm đi, hắn lúc này đây không có có thể giết ngươi, về sau cũng sẽ không ra tay với ngươi rồi. Ngươi về sau chính mình chú ý, không muốn nữa đối vẽ thượng tập đoàn dở trò quỷ rồi. Ngươi này siếc cũng sẽ không đối với vẽ thượng tập đoàn tạo thành thực tế phiền phức, tương phản, sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Dừng một chút, hắn cuối cùng nói rằng, thôi oánh thù, ta sẽ báo. Nói xong câu này sau đó, Giang Sách cũng xoay người rời đi. Cố Khải cố nén run rẩy thân thể, quay đầu nhìn Bung Dù rời đi Giang Sách, giờ khắc này, trong đầu của hắn xuất hiện một chữ, thần. Giang Sách, chính là như thần tồn tại. Nếu như trên cái thế giới này còn có ai có thể chế tài Lão Thiên Tôn, Tiếu Canh những thứ này ác ma nói, vậy cũng chỉ có dường như thần minh giống nhau vĩ đại Giang Sách. Thôi tiểu thư, mối thù của ngươi, có hy vọng rồi. Xong xuôi chuyện bên này sau, Giang Sách cũng không trở về đến thực tiệm thuốc, mà là tiến đến Nhân Tâm Y Viện. Hiện tại hắn chuyện trọng yếu nhất chính là chế tạo ra phệ tâm tản giải dược. Đã được đến rồi long nước, đồng thời cũng nắm giữ chiết cây thuật trước hai tầng, Giang Sách tin tưởng mình có đầy đủ năng lực đi chế tạo ra giải dược, dù sao thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ chính là ở ngang hàng dưới tình huống chế tạo ra phệ tâm tản. Hắn có thể chế tạo ra độc dược. Giang Sách thì có lòng tin chế tạo ra giải dược. Đi tới Nhân Tâm Y Viện. Giang Sách tự giam mình ở rồi phòng thí nghiệm, đầu tiên là đem thôi oánh số liệu cho điều đi ra, học tập một lần ở bên trong thân thể phệ tâm tản thôi oánh là như thế nào gặp thống khổ bị hại chết. Sau đó, hắn bắt đầu chính thức vùi đầu vào giải dược nghiên cứu trong. Cái này một thao tác, chính là mất ăn mất ngủ. Chọn 3 ngày, Giang Sách đều tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm. Chuyện gì cũng không quản, ngay cả ăn, ngủ cũng đều ở trong phòng thí nghiệm. Thời gian không phụ hữu tâm nhân. Rốt cục, ở ngày thứ 3 ban đêm, hắn chế tạo ra giải dược, cũng mệnh danh là lòng son. Nếu như nói, phệ tâm tán là đem người tâm nuốt chửng lấy rơi ác ma, như vậy, lòng son chính là làm cho lòng người lần nữa khôi phục thiên sứ. Giang Sách giơ lên trong tay lòng son, lãnh tĩnh như hắn, cũng nhịn không được run rẩy. Thật sự là quá kích động. Thời gian dài như vậy, hắn rốt cục hoàn thành giải dược chế tác. Được cứu rồi. Giang Sách nữ nhi được cứu rồi, Yến Thành cũng có cứu. Tả Bất Thắng chính, rốt cục làm cho Giang Sách chế tạo ra khắc chế phệ tâm tản giải dược. Hắn, rốt cục làm xong rồi. Toàn bộ bên trong thực nghiệm thất đều bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Tất cả mọi người làm cho này một vĩ đại thành tựu mà cảm thấy vui vẻ. Rốt cục, bọn họ có thể không cần nhìn nữa Lão Thiên Tôn ánh mắt hành sự. Sau đó, Giang Sách buông lòng son, chậm mấy hơi thở. Giải dược chế tạo ra được, kế tiếp chính là muốn đem này bị Lão Thiên Tôn khống chế người, từng bước giải cứu ra. Như vậy, trước cứu ai đó? Dựa theo người bình thường ý tưởng, nhất định là trước tiên đem bệnh của nữ nhi chữa lành lại nói, còn dư lại từ từ sẽ đến. Thế nhưng Giang Sách nhưng không có lựa chọn như vậy. Hắn đương nhiên yêu lấy nữ nhi, nhưng hắn cũng không có bị loại tâm tình này cho choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ, lúc này nữ nhi sở dĩ còn rất an toàn, trừ mình ra lưu lại người đang bảo hộ ở ngoài. Một cái khác nguyên nhân vô cùng trọng yếu chính là nữ nhi trúng độc. Câu có vô cùng đơn giản nhưng cũng không phải là ai cũng có thể nghe hiểu nói, địch nhân sẽ không đi giết một kẻ hấp hối sắp chết. Biết rõ người đều muốn chết. Cũng không có cần phải đi mạo hiểm phiêu lưu bổ đao. Chính là bởi vì nữ nhi đã trúng độc, Lão Thiên Tôn biết nữ nhi này không cứu sống, cho nên mới không có lại đi bất chấp nguy hiểm đối với Giang Sách người nhà động thủ. Nếu như nữ nhi độc bị hiểu, nói như vậy bất định Lão Thiên Tôn liền lại sẽ bắt đầu động oai tâm nghĩ. Loại thời điểm này, làm cho nữ nhi độc vẫn duy trì, mới là đối với nữ nhi bảo hộ. Bất quá! Giang Sách vẫn là để lại một phần lòng son, đây là chuyên môn dùng để vạch trần thân con gái trong cơ thể độc, chỉ là không cần hiện tại liền cho nữ nhi sử dụng mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau đó, Giang Sách kiểm tra một chút còn dư lại giải dược. Không sai biệt lắm còn có thể cứu trị 12-13 nhân dáng vẻ. Những thứ này giải dược, phải dùng ở trên lưỡi đao. Hiện tại Lão Thiên Tôn còn không biết Giang Sách đã chế tạo ra giải dược. Đây chính là tin tức kém, lợi dụng loại tin tức này kém, Giang Sách có thể cho Lão Thiên Tôn một kích chí mạng. Trước cứu người nào, là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề.
Giang Sách đem tất cả lòng son đều thu vào, sau đó đi ra phòng thí nghiệm. Tận đến giờ phút này, vẫn không có quấy rối Giang Sách hai mắt mới rốt cục đã đi tới, nghiêm túc nói một việc, thống suất, có một việc chuyện trọng yếu phi thường, phải cùng ngài nói một tiếng. Ân, nói đi. Là như thế này, Yến Thành có một thương nghiệp đồng minh, mỗi 3 năm sẽ một lần nữa tuyển ra một cái hội trưởng. Người hội trưởng này có thể chỉnh thể quy hoạch toàn bộ thương giới tương lai 3 năm đi hướng, quyền lực phi thường lớn. Có thể nói, ai làm rồi người hội trưởng này, người đó liền nắm giữ Yến Thành thương nghiệp quyền. Mấy năm này vẫn luôn là từ Lão Thiên Tôn đảm nhiệm, cho nên vẽ còn tập đoàn mới có thể như vậy xuôi gió xuôi nước. Giang Sách nghe xong, trong lòng không khỏi tính toán. Nếu như đem Lão Thiên Tôn người hội trưởng này danh hiệu cho lấy xuống, như vậy, vẽ còn tập đoàn tương hội tại tương lai từng bước cản trở, bọn họ từ trước kiếm tiền hạng mục, cũng đều phải bị người khác quy hoạch tương lai. Đây chính là nhất kiện vô cùng có ý sự tình. Lão Thiên Tôn ăn nhiều năm như vậy tiền lãi, hiện tại, là nên làm cho hắn nhổ ra lúc. Nói tiếp, ân, thống suất, ở hậu thiên buổi sáng, sẽ triển khai tân nhất giới sẽ lớn lên chọn. Tổng cộng có 3 cái người được đề cử danh ngạch. Sau đó từ thập đại công ty tiến hành đầu phiếu. Số phiếu nhiều nhất người nọ, đã đem là tân nhất giới hội trưởng. Nghe dường như cố gắng công bình. Trên thực tế, đã không cần chọn, đại gia liền toàn bộ đều biết lần kế hội trưởng là ai. Nhất định là Lão Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Bởi vì bất kể là cái khác hai cái người được đề cử, vẫn là na thập đại công ty đầu phiếu người, toàn bộ đều là bị Lão Thiên Tôn lợi dụng phệ tâm phân phát cho khống chế được. Nếu như bọn họ không tặng cho Lão Thiên Tôn, vậy chờ đợi bọn hắn hạ chàng chỉ có một chết. Lại có ai sẽ muốn chết đâu? Không muốn chết, thì không khỏi không làm cho Lão Thiên Tôn tọa người hội trưởng này vị trí. Cho nên, cái này bầu bằng phiếu nhìn qua vô cùng công bằng, trên thực tế chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, đã không có người coi nó là hồi sự. Nhưng Giang Sách không phải nhìn như vậy. Có thể từ trước Giang Sách không có cách nào. Nhưng bây giờ Giang Sách nắm giữ lòng son, hơn nữa, vừa vặn có thể cứu trị 12 người, quả thực giống như là lên trời an bài tốt giống nhau. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói, xem ra, ta đã biết nên sử dụng như thế nào nhóm đầu tiên lòng son rồi. Giang Sách giơ tay lên, nói rằng, lập tức cho ta đem mặt khác hai cái người được đề cử cùng với thập đại công ty đầu phiếu người có tên viết ra từng điều đi ra. Đôi ngư lập tức lấy ra một phần danh sách. Đã làm xong. Giang Sách tiếp nhận danh sách, từ trên xuống dưới từng cái xem lướt qua, quả thực đều là Yến Thành đại công ty, những công ty này nếu như toàn bộ liên hiệp lại, sẽ có thực lực tuyệt đối cùng Lão Thiên Tôn đối kháng. Từ trước bọn họ bị Lão Thiên Tôn áp bách, hiện tại, nên trả lại bọn họ tự do lúc. Giang Sách nhìn trong danh sách tên thứ nhất, Cát Bạch. Liền từ hắn bắt đầu đi. Dạ Hắc Phong cao. Lão Thiên Tôn ngồi ở trong nhà trên ghế salon, nhìn trước mặt mặt mày ủ rột Tiếu Canh, vừa cười vừa nói, làm sao, bị Giang Sách dạy dỗ một lần, hoàn toàn mất đi tự tin. Cũng không phải lần đầu tiên bị Giang Sách dạy dỗ, mỗi nhiều một lần, Tiếu Canh trong lòng hỏa thì càng thêm sâu một phần. Ở Giang Sách chưa từng xuất hiện trước, Tiếu Canh chưa từng đối thủ, muốn đối phó người đó liền đối phó người nào, nhưng từ Giang Sách xuất hiện sau đó. Hắn tất cả âm mưu thủ đoạn đột nhiên cũng không linh. Làm sao thất bại. Thân nhi tử, con nuôi, đều chết hết. Đánh lại đánh không lại, dùng kế mưu còn không chơi thắng, Tiếu Canh tung hoành Yến Thành vài thập niên, vẫn là lần đầu cảm thấy như vậy vô lực. Lão Thiên Tôn cười lắc đầu, rót cho hắn ly rượu. Tới, uống một hớp rượu, bình phục một cái tâm tình. Ân, Tiếu Canh bưng ly rượu lên nhấp một miếng. Lão Thiên Tôn tiếp tục nói, Giang Sách thực lực quả thực cường đại, trước ta còn nhỏ nhìn hắn, thế nhưng trải qua một lần lại một lần giao thủ, ta đã chịu phục. Nói thật ra, nếu như người ta tuổi còn trẻ cái 20-30 tuổi, nói không chừng còn có năng lực cùng Giang Sách bẻ một đấu lực tay. Nhưng bây giờ, người ta hai cái tao lão đầu tử, căn bản là không chơi thắng hắn. Tiếu Canh thật là ngoài ý muốn, không dám tưởng tượng ngẩng đầu nhìn Lão Thiên Tôn. Tại hắn trong ý thức, Lão Thiên Tôn nhưng là cái loại này không sợ trời không sợ đất nam nhân, ai cũng đừng nghĩ làm cho Lão Thiên Tôn khuất phục. Nhưng giờ này khắc này, hắn cư nhiên từ Lão Thiên Tôn trong miệng nghe được không chơi thắng hắn 4 chữ.
Đây là đối với Giang Sách bội phục, càng đối với Giang Sách thần phục a. Ngay cả Lão Thiên Tôn đều nói như vậy, Tiếu Canh thì càng. Hắn cầm ly rượu tay càng run rẩy, chẳng lẽ, bọn họ thật muốn bị Giang Sách giết chết? Không cam lòng ở đâu? Đang ở hắn đau lòng lúc tuyệt vọng, Lão Thiên Tôn tiếp tục nói, làm sao, cái này để cho ngươi tuyệt vọng. Đời chúng ta tử gặp không biết bao nhiêu phiền phức, không một đường gắng gượng qua tới sao. Lúc này đây, chúng ta cũng sẽ chịu nổi. Nói là nói như vậy, nhưng muốn thế nào cố gắng. Mắt thấy Giang Sách từng bước ép sát, bọn họ phải như thế nào ứng phó. Lúc này, Lão Thiên Tôn tự tay ở Tiếu Canh vỗ vỗ lên bả vai, để sát vào nói rằng, cho ngươi ăn viên thuốc an thần, Giang Sách, hắn là căn bản không thắng được chúng ta. Tiếu Canh hồ đồ. Vừa mới không trả thừa nhận Giang Sách lợi hại, chính mình không chơi thắng Giang Sách, làm sao chỉ chớp mắt đã nói Giang Sách không thắng được. Lão Thiên Tôn trước đây nói không phải dựng sau ngữ a. Lão hồ đồ. Đương nhiên, hắn cũng không dám trực tiếp nói như vậy, mà là nghi ngờ hỏi, Lão Thiên Tôn, ta thực sự không rõ ý tứ của ngươi, cũng xin nói rõ một. Hai. Lão Thiên Tôn cười ha ha, nhấp một hớp, hắn nói rằng, ông bạn già. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta có thể ở Yến Thành xưng bá cơ sở sao? Nhìn bề ngoài, chúng ta dựa vào là phệ tâm tán, trên thực tế, chúng ta dựa vào là sau lưng Long Mạch A. Vừa nghe đến Long Mạch hai chữ, Tiếu Canh chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Nói thật ra, Tiếu Canh cũng đã gần muốn quên hai chữ này tồn tại, mấy năm nay, Long Mạch với hắn trong lúc đó cơ hồ không có bất kỳ quan hệ gì. Lâu ngày... Tiếu Canh đều thực sự cho là bọn họ mới là Yến Thành phách giả. Trên thực tế, sau lưng của bọn họ còn có Long Mạch. Tiếu Canh hỏi, Long Mạch sẽ đứng ở chúng ta bên này sao? Đương nhiên, Lão Thiên Tôn nói rằng, chỉ có uống hạ Long Chi Thủy Nhân, mới có tư cách thu được Long Mạch nhận đồng, mới có thể xưng bá Yến Thành. Giang Sách hắn không có Long Chi Thủy, cũng sẽ không đạt được Long Mạch chống đỡ. Mặc dù chúng ta đấu không lại hắn. Vậy cũng đừng lo, thật đến khi chúng ta nhìn không được thời điểm, Long Mạch sẽ không ngồi yên không lý đến. Thì ra, Lão Thiên Tôn sở dĩ không sợ nguyên nhân ngay cả có Long Mạch chỗ dựa. Hắn đấu không lại Giang Sách đừng lo, chỉ cần có Long Mạch tồn tại, Giang Sách liền vĩnh viễn không có khả năng thay thế được chính mình. Tiếu Canh hé mắt, nói rằng, nhưng là, ta trước nghe nói Giang Sách đi ra một chuyến, dường như chính là vì thu được Long Chi Thủy ra đi tìm tài liệu. Không sai, Lão Thiên Tôn giơ tay lên, trên thực tế, hắn đã gom đủ cần tài liệu, cũng từ Long Mạch Na thu được Long Chi Thủy. Cái gì, Tiếu Canh lập tức liền đứng lên, Na Giang Sách hắn không phải. Lão Thiên Tôn khoát tay áo, yên tâm, Giang Sách hắn tuy là chiếm được Long Chi Thủy, nhưng là lại không có uống hạ Long Chi Thủy. Cho nên hắn chẳng những không có đạt được Long Mạch tán thành, còn đứng ở Long Mạch mặt đối lập, ha 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 ha. Tiếu Canh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, phi thường không hiểu hỏi tại sao vậy. Rõ ràng chỉ cần uống hạ Long Chi Thủy, là hắn có thể đạt được Long Mạch chống đỡ, là có thể thay thế được chúng ta trở thành Yến Thành bá chủ. Vì sao Giang Sách đều khổ cực lâu như vậy, nhưng ở tối hậu quan đầu buông tha? Thất bại trong gang tấc. Lão Thiên Tôn nói rằng, bởi vì Long Chi Thủy không phải nước thông thường. Uống hạ Long Chi Thủy đại giới chính là trở thành Long Mạch bắt tù binh. Nói đến đây thời điểm, Lão Thiên Tôn nhưng thật ra là rất đau lòng. Bởi vì hắn mình chính là uống Long Chi Thủy nhân. Chậm chậm, hắn tiếp tục nói, Giang Sách trẻ tuổi nóng tính, kiên quyết sẽ không để cho tánh mạng của mình, tiền đồ bị người khác trưởng khống, cho nên, hắn đương nhiên biết cự tuyệt uống hạ Long Chi Thủy. Nghe thế, Tiếu Canh không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lão Thiên Tôn. Kỳ thực có một việc ta vẫn không hiểu, đó chính là vì sao uống hạ Long Chi Thủy sẽ trở thành Long Mạch bắt tù binh. Cái này, Lão Thiên Tôn trong chốc lát nghẹn lời. Bí mật này, hắn vẫn giấu ở đáy lòng, toàn bộ vẽ còn trong tập đoàn ngoại trừ thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ ở ngoài, lại không người thứ ba biết. Hiện tại, hắn cũng không có ý định nói. Bất quá, Tiếu Canh là như thế nào người thông minh? Hắn nhìn Lão Thiên Tôn. Chậm rãi mở miệng nói, Lão Thiên Tôn, có phải hay không Long Chi Thủy cùng phệ tâm tán giống nhau? Cũng là một loại độc dược, nếu như ngươi có bất kỳ phản kháng Long Mạch hành vi, cũng sẽ bị giết chết. Hắn đã đoán đúng.
Lão Thiên Tôn thở thật dài, ngồi xuống, không nói gì thêm, nhưng là từ phản ứng của hắn là có thể nhìn ra Tiếu Canh suy đoán là chính xác không có lầm. Tiếu Canh cũng theo thở dài, nói rằng, Lão Thiên Tôn, vì thu được quyền thế, địa vị, tiền tài, người trả giá cũng tương đối lớn a. Lão Thiên Tôn nắm thật chặt nắm tay, muốn thu được nhất định phải trả giá, ông bạn già, đạo lý này ngươi nên hiểu nha. Lúc đêm khuya, mặt trời mới mọc bất động sản thầy Cai Cát Bạch ngồi ở nhà mình phòng khách trên ghế salon, mặc đồ ngủ, trong tay bưng một ly trà. Rõ ràng mở TV lên, ánh mắt của hắn cũng xem ở màn hình TV trên, thế nhưng trong TV truyền nội dung hắn là một chút cũng không coi nổi, đầy đầu đều ở đây suy tính hậu thiên chọn mới hội trưởng sự tình. Nội tâm phiền táo, nhưng không thể làm gì. Sau một lát, thê tử của hắn mặc đồ ngủ đã đi tới, một tay ôm Cát Bạch cổ, nói rằng còn chưa ngủ. Cát Bạch thở dài, ngủ không được. Còn đang là rồi mới hội trưởng sự tình quan tâm. Ân. Thê tử ân cần nói rằng, ngược lại khẳng định đều là Lão Thiên Tôn được tuyển, còn có cái gì tốt quan tâm. Cát Bạch vẻ mặt đau khổ nói rằng, những năm gần đây, lão già này không biết từ chúng ta nơi đây hút bao nhiêu huyết, nếu như lại để cho hắn làm hội trưởng, không ngoài một năm, thập đại công ty thành phố giá trị cũng phải ngâm nước phân nửa. Không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta những công ty này cũng nữa không chịu nổi hắn giằng co. Thê tử trầm trầm thở dài, lời là nói như vậy không sai, thế nhưng ngươi có thể phải làm gì đây? Nếu như không dựa theo Lão Thiên Tôn nói đi làm, mạng của ngươi nhưng là sẽ vứt bỏ. Ai? Đi được tới đâu hay tới đó a, mặc cho số phận. Cái gì hoành đồ đại trí, rộng lớn hoài bão, hết thảy đều gặp quỷ đi thôi, chỉ cần có thể an an ổn ổn sống cũng là không tệ rồi. Đang lúc bọn hắn hai vợ chồng thương tâm khổ sở thời điểm, chuông điện thoại reo lên. Đã trễ thế này, ai còn sẽ đánh điện thoại tới? Thê tử chủ động tiếp thông điện thoại, uy, vị ấy. Nghe xong đối phương trả lời sau đó. Thê tử đè lại microphone, lão công, là thực tiệm thuốc Giang Sách, hắn muốn tới với người thấy một mặt. À, Cát Bạch có chút bất ngờ, cái này lớn buổi tối chạy tới thấy cái gì mặt. Hơn nữa, Giang Sách cùng Lão Thiên Tôn đây chính là đối thủ một mất một còn. Cát Bạch mạng nhỏ lao lao nắm giữ ở Lão Thiên Tôn trong tay, lúc này tuyển trẻ cùng Giang Sách gặp mặt, đây chính là vô cùng chuyện điên rồ. Tìm không thấy, Cát Bạch nói như đinh chém sắt. Thê tử gật đầu, vừa mới chuẩn bị hồi phục Giang Sách, kết quả bên đầu điện thoại kia lại nói vài câu, vợ nhãn thần ngay lập tức sẽ thay đổi, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại bằng lòng ngay lập tức sẽ cùng Giang Sách gặp mặt. Cúp điện thoại, Cát Bạch không dám tin nói rằng, ngươi làm cái gì? Không phải nói cho ngươi biết tìm không thấy sao? Tại sao muốn tự ý làm quyết định? Thê tử lại nói, bởi vì đối phương cho ra một cái để cho ta không còn cách nào cự tuyệt điều kiện. Điều kiện gì? Hắn nói, có thể trị hết trên người ngươi phệ tâm tán. Cát Bạch sắc mặt triệt để thay đổi, đây đúng là một cái căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện, thật sự là quá có sức dụ dỗ rồi. Rất nhanh, đã có người đi ra đón tiếp Giang Sách, đem Giang Sách dẫn tới phòng khách. Giang Sách chắp tay, Cát tiên sinh, thật ngại, đã trễ thế này còn đã quấy rầy ngài. Cát Bạch cũng không đi vòng vèo. Trực tiếp nói, chúng ta cũng không cần gạt vòng vòng rồi, Giang tiên sinh, ngươi ở đây trong điện thoại nói câu nói kia là thật sao? Nhìn ra được, Cát Bạch bị phệ tâm tán hành hạ có quá, nhất khắc cũng không chờ. Giang Sách gật đầu, đương nhiên, lời nói của ta nhất định có thể thực hiện. Cát Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, tốt lắm a, nhanh lên cho ta trị liệu, đem ta trên người phệ tâm phân phát cho giải trừ. Giang Sách nở nụ cười. Có dễ dàng như vậy liền trị liệu cho ngươi sao? Hắn nói rằng, cho ngài trị liệu đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng, ta có một cái điều kiện. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Lão Thiên Tôn sẽ có phệ tâm tán tới khống chế Cát Bạch, như vậy Giang Sách có giải dược rồi, đương nhiên không có khả năng miễn phí đã giúp ngươi trị liệu, bao nhiêu đều là phải trả ra một điểm giá cao. Cát Bạch lúc này mới hơi chút tỉnh táo lại một điểm. Đúng vậy. Vừa mới hắn thật có chút thất thố, hoàn toàn không có bận tâm Giang Sách, chỉ để ý mình. Hắn nói rằng, có điều kiện gì, Giang tiên sinh ngài cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định giúp ngài làm được. Giang Sách gật đầu, nói rằng, kỳ thực yêu cầu của ta cũng không cao,
chính là hy vọng Hậu Thiên Thương nghiệp đồng minh bầu bằng phiếu hội trưởng thời điểm, Cát tiên sinh có thể đầu ta một nhóm. Thì ra, Giang Sách mục đích ở chỗ này. Cát Bạch nở nụ cười, liền cái này, hoàn toàn không có vấn đề. Ta còn không nói gạt ngươi, ta đã sớm đối với Lão Thiên Tôn bất mãn, bất kể là ai đảm đương người hội trưởng này, đều so với Lão Thiên Tôn làm hội trưởng tốt. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải trừ trong cơ thể phệ tâm tản độc, một phiếu này, ta đầu ngươi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, bất quá, theo ta được biết, tam đại người được đề cử trong danh sách đầu cũng không có Giang tiên sinh tên của ngươi a. Điểm này nhưng thật ra nói đến yếu hại lên. Giang Sách cũng không ở người được đề cử trong danh sách đầu, vậy còn làm sao bầu bằng phiếu? Giang Sách từ tốn nói, về điểm này cũng không cần Cát tiên sinh ngài lo lắng, ta tự có biện pháp đem tên thêm đến người được đề cử trong danh sách đầu. Mặc dù không biết Giang Sách biết làm sao làm được, nhưng hắn nếu nói như vậy, vậy nhất định là có biện pháp. Cát Bạch gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi rồi. Vậy thì tới đi, ngươi giúp ta giải trừ phệ tâm tản độc. Ta cho ngươi tặng một phiếu, chúng ta kết phường giết chết Lão Thiên Tôn tên khốn kiếp kia. Cái này, quả thực chính là Giang Sách cần kết quả. Hắn không chút hoang mang từ trong lòng lấy ra một viên lòng son, nói rằng, đây chính là giải dược, ăn viên đan dược kia, bên trong cơ thể ngươi phệ tâm tản độc, tương hội tại 10 min bên trong toàn bộ hóa giải. Thiệt hay giả? Có linh như vậy? Tuy là Cát Bạch biểu thị phi thường hoài nghi, nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần. Hắn tự tay nhận lấy lòng son, đặt ở trong miệng, một ngụm nuốt vào. Ngay từ đầu, Cát Bạch cũng cảm giác trong bụng hơi nóng, sau đó từ dưới đi lên, toàn thân đều nóng lên, mồ hôi trên người không ngừng đi xuống. Hắn nóng đem đồ ngủ cho cởi bỏ, xích cánh tay. Tất cả mọi người chứng kiến ở Cát Bạch trên người có nhiều vô cùng màu xám đen vằn, này, chính là ở bên trong thân thể phệ tâm tản thể hiện tốt nhất. Tùy thời gian một điểm một giọt chuyển rời, từ từ, trên người của hắn vằn chợt bắt đầu một chút xíu bóc ra. Cái loại cảm giác này, giống như là thật lâu không có tắm, trên người đồ bẩn nhiều đi xuống giống nhau. Nhìn là có chút chán ghét. Thậm chí còn có hàng loạt mùi thúi. Thê tử không nhìn nổi, Vi Vi quay mặt đi che mũi, hiển nhiên là cảm thấy chán ghét. 10 min thời gian đi qua rất nhanh. Nhìn nữa Cát Bạch trên người. Này màu xám đen vằn đã toàn bộ đều tiêu thất. Trong cơ thể hắn phệ tâm tán, thực sự đều bị chữa khỏi. Thê tử kích động tiến lên ôm Cát Bạch. Sốt cục, dây dưa bọn họ lâu như vậy độc, cuối cùng là bị giải trừ. Phu thê hai người ôm nhau, mừng đến chảy nước mắt. Giang Sách mỉm cười nói, Cát tiên sinh, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm xong rồi, hy vọng ngươi cũng không cần nuốt lời. Cát Bạch kiên định nói rằng, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đầu ngươi một nhóm, Lão Thiên Tôn ngày tận thế sắp tới. Tất cả thương định hoàn tất sau đó, Giang Sách đứng dậy phủi một cái ống tay áo, cuối cùng dặn dò, a hát được rồi, vì không làm cho Lão Thiên Tôn hoài nghi, Cát tiên sinh, người tốt nhất tiến hành một cái ngụy trang, ở trên người lộng một ít vằn đi ra. Nói xong, hắn xoay người ly khai. Rời đi Cát Bạch ra sau đó, Giang Sách nhìn xuống danh sách, bắt đầu chuẩn bị đi trước nhà tiếp theo. Nhất định phải trước ở Hậu Thiên hội trưởng tuyển cử trước, đem tất cả mọi người giải quyết cho. Đối với Giang Sách ở chỗ này tất cả thao tác, Lão Thiên Tôn bên kia là không có có một chút xíu phòng bị, hoặc có lẽ là, Lão Thiên Tôn căn bản cũng không có nghĩ đến Giang Sách biết chơi chiêu thức ấy. Dựa theo Lão Thiên Tôn ý tưởng, những người này là căn bản sẽ không ra vấn đề, lại cần phải đi chú ý cái gì. Hắn quá tin tưởng phệ tâm tản. Quá độ tự phụ. Cuối cùng sẽ làm hắn đi lên tuyệt lộ. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh, thương nghiệp đồng minh bầu bằng phiếu hội trưởng thời gian rất nhanh thì đến. Ngày này, hội trường chu vi toàn bộ bộ đô là nhân viên an ninh, bất kỳ một cái nào những người không có nhiệm vụ đều vào không được, phải biết rằng, ngày hôm nay có thể tham dự, toàn bộ bộ đô là Yến Thành đứng đầu nhất xí nghiệp ra không được bất luận cái gì một chút xíu sai lầm. Cùng ngày ra hội trường xe, cũng toàn bộ đô là cao cấp nhất. Các loại khoản thức xe sang trọng, cái gì cần có đều có. Lão Thiên Tôn ngồi là một chiếc giá trị hơn 1 triệu Maybach, khí thế 10 phần. Làm cửa xe đẩy ra một khắc kia, càng là có hơn 10 đài truyền hình ký giả chạy tới, dùng trong tay camera răng rắc phách không ngừng.
ai cũng biết, lão thiên tôn chính là chủ nhân hôm nay ông. Biểu hiện ra nói là bầu bằng phiếu, thế nhưng, mặt khác hai cái người được đề cử ở đâu có tư cách cùng lão thiên tôn đoạt danh tiếng. Ngày hôm nay, lão thiên tôn cần tân nhậm hội trưởng thân phận, tới đảo qua phía trước các loại lo lắng, trợ vẽ còn tập đoàn sớm một chút từ vũng bùn trong thoát khốn. Dọc theo đường đi, ngọn đèn lóng lánh. Lão thiên tôn đang lúc mọi người ước ao cùng trong sùng bái, đạp thảm đỏ tiến nhập hội trường, nữ nhi thân cung huân cùng bí thư tiếu canh hai người theo sát phía sau. Bọn họ không hề hết ý ngồi ở hàng thứ nhất. Trong đó, lão thiên tôn càng là ngồi ở toàn bộ hội trường chính giữa vị trí, đó chính là thân phận địa vị tượng trưng. Sau đó, thập đại công ty người đại biểu cũng lục tục trình diện. Cát Bạch ở đến hiện trường sau đó, còn cố ý đi tới lão thiên tôn trước mặt, cười híp mắt nói rằng, lão thiên tôn, ngài hôm nay khí sắc thật là tốt ha. Ai nấy đều thấy được, đây chính là lời nịnh hót. Lão thiên tôn còn rất hưởng thụ, cười ha hả hồi đáp, thật biết nói a, đi, chờ ta liên nhiệm rồi hội trưởng, liền mang theo các ngươi mặt trời mới mọc bất động sản một khối kiếm tiền. Đa tạ lão thiên tôn nâng đỡ. Xem Cát Bạch bộ dáng kia, không biết, còn tưởng rằng lão thiên tôn là hắn cha rồi. Rất nhiều người đều đối với Cát Bạch lộ ra vẻ khinh thường, thầm mắng đây chính là một cái quỷ nịnh bợ, đối với hắn hành vi biểu thị trơ trẽn. Một giờ đi qua sau đó, hội trường phong bế. Nên người tới cũng toàn bộ đô đến đông đủ. Người chủ trì đi lên sân khấu, đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút, sau đó, an bài ba vị người được đề cử lên đài. Phía trước hai cái đang chủ trì trong mắt người, đó chính là pháo hôi, căn bản cũng không có nhiều giới thiệu, chính là nói ra cái tên mà thôi, thẳng đến cuối cùng lão thiên tôn đăng tràng, chỉ có nổi bật tốt tốt giới thiệu một phen. Kế tiếp nước chảy là, người chủ trì nói rằng, ta sao cũng không chơi cái gì giả, tới, để chúng ta chính thức tiến hành đầu phiếu, tuyển cử nhiệm kỳ kế hội trưởng A. Tại chỗ có người đều chuẩn bị bầu bằng phiếu thời điểm, bỗng nhiên, một tên trong đó người được đề cử giơ tay lên nói rằng, xin chờ một chút. Ánh mắt mọi người đều thấy đi qua, đây là muốn có cái gì yêu thiêu thân. Na người được đề cử vô cùng lãnh đạm nói, xin lỗi, lúc đầu ta là chuẩn bị tới tiến hành hậu tuyển, thế nhưng đột nhiên tra ra cơ thể của ta không tốt lắm, khả năng cầm cự không được bao lâu, không thích hợp tham gia hậu tuyển. Cho nên, ta liền đề cử một vị thanh niên tuấn kiệt để thay thế ta tham gia hậu tuyển. À, đây là lời gì? Nào có lâm thời thay đổi người được đề cử? Đây không phải là làm loạn sao? Lão thiên tôn lạnh rên một tiếng, nhìn hắn chằm chằm, ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao? Lúc này khiến người ta để thay thế ngươi, ha ha, người nào bằng lòng? Lời này mới vừa nói xong, bên cạnh một gã khác người được đề cử nói rằng, ai, cái này có gì không thể đáp ứng đâu. Ngược lại cuối cùng đều là do thập đại công ty người đại biểu đầu phiếu, cũng không phải chúng ta người được đề cử đầu phiếu, thay đổi một cái cũng không còn cái gì đó. Lão thiên tôn nghe xong, rất là vô cùng kinh ngạc. Hai người kia hôm nay là làm sao vậy? Làm sao đột nhiên, hai người kia cư nhiên liên hợp lại công kích chính mình? Chán sống sao? Lão thiên tôn trong lòng tính toán, ước đoán hai cái này lão già kia biết không lấy được chọn khả năng, cho nên sẽ cùng lúc đề cử một người khác tới theo ta cạnh tranh, ha ha, thực sự là si tâm vọng tưởng. Thập đại đại đồng hồ toàn bộ đô là người của ta sẽ sợ các ngươi. Suy nghĩ hoàn tất, lão thiên tôn khoát tay chặn lại, được a, để cho ta xem một chút các ngươi đề cử thanh niên tuấn kiệt là ai. Lão thiên tôn đều muốn được rồi, bất kể là ai đi ra. Đều sẽ bắt hắn cho quát lui, nếu như người trẻ tuổi này không hiểu quy củ, không nên lưu lại, quay đầu lão thiên tôn tìm người bắt hắn cho giết chết. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, lão thiên tôn hướng phía vào bàn miệng phương hướng nhìn sang. Lúc này, đệ nhất danh người được đề cử hướng về phía microphone hô một tiếng, cho mời Giang tiên sinh. Giang tiên sinh, lão thiên tôn trong lòng dùng mình, nhất thời cảm giác không thích hợp, trừng lớn hai mắt nhìn kỹ. Quả nhiên thấy na lên sân khấu cửa đi ra nam tử không là người khác, chính là hắn nhất chán ghét người Giang Sách. Nói thật, lão thiên tôn là thật thật không ngờ, Giang Sách tay cư nhiên có thể đưa đến xa như vậy địa phương. Tự hồ chỉ nếu như lão thiên tôn tồn tại địa phương, Giang Sách dường như đều có thể đi tìm tới giống nhau. Thực sự là ha hả rồi.
Lão Thiên Tôn xem Giang Sách giống như là xem một con đáng ghét con ruồi, phiền muốn chết, nhưng lại luôn là phách bất tử, ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Giang Sách đi lên sân khấu. Hắn đi tới microphone trước mặt, hướng về phía dưới người đang ngồi phất phất tay, mỉm cười nói, các bạn, bởi vì một ít nguyên nhân, tại hạ phi thường vinh hạnh có thể lấy người được đề cử thân phận xuất hiện ở đây cái vị trí. Đối với lần này, ta cảm thấy cao hứng phi thường. Như thế này còn hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn ta, đầu ta một nhóm. Đối với Giang Sách nói, đài dưới đáy tất cả mọi người tỏ vẻ khinh thường. Na thập đại đại đồng hồ người càng là ngoẹo đầu, căn bản cũng không đem Giang Sách coi ra gì, bọn họ cũng chỉ tán thành Lão Thiên Tôn một người mà thôi. Lão Thiên Tôn hoàn toàn khinh thường nói, Giang Sách, ngươi thật đúng là một con đáng ghét con ruồi, làm sao nơi nào đều có thân ảnh của ngươi. Giang Sách nhún vai, chỉ cần là có thể cho ngươi mất hứng sự tình, ta liền nhất định sẽ không bỏ qua. Lời này nhưng là tương đối lớn mật. Phóng nhãn toàn bộ Yến Thành, cũng chỉ có Giang Sách dám như thế cùng Lão Thiên Tôn nói. Lão Thiên Tôn nhưng thật ra cũng không có để bụng, dùng miệt thị ánh mắt nhìn Giang Sách, nói rằng, thật là một ác tâm bị ổi tiểu nhân. Bất quá, ngươi cho rằng đảm đương cái người được đề cử, là có thể lên làm hội trưởng sao? Ta còn không sợ nói cho ngươi biết, thập đại đại đồng hồ người tất cả đều là người của ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho ngươi đầu phiếu sao? Giang Sách nở nụ cười, có cho hay không ta đầu phiếu, đây chính là không nói chính xác sự tình. Lão Thiên Tôn nghe xong, làm càn to gan nở nụ cười, trong mắt hắn, Giang Sách chính là một cái ngu ngốc. Na thập đại đại đồng hồ người có thể toàn bộ bộ đô bị phệ tâm phân phát cho đã khống chế. Dưới tình huống như thế nào khả năng cho Giang Sách bỏ phiếu? Trừ phi bọn họ đều điên rồi, không muốn sống nữa. Một cái hai cái có thể còn có thể thực sự không muốn sống, nhưng muốn 10 người cùng nhau cũng không muốn mệnh. Đó chính là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Ở Lão Thiên Tôn xem ra, Giang Sách hành động này không thể nghi ngờ chính là cho chính mình một ngạt mà thôi, nhưng trên thực tế căn bản không khả năng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần có phệ tâm tán khống chế được đầu phiếu người, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Dưới đài, Tiếu Canh cũng cười lạnh nói, Giang Sách có phải hay không đầu óc cháy hỏng? Hắn đảm đương cái gì người được đề cử, có ý nghĩa sao? Hắn cho rằng cái này thập đại đại đồng hồ người là có thể đủ tiền tới khống chế. Giang Sách, vô tri a. Một bên Thân Cung Huân không nói được một lời, lẳng lặng nhìn Giang Sách. Nàng biết, Giang Sách tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt, cũng sẽ không chỉ là vì cho Lão Thiên Tôn một ngạt mà đến làm người được đề cử. Giang Sách tới, đó chính là muốn tới làm một chút sự tình. Vấn đề là, những người đại biểu kia đều bị phệ tâm tán khống chế được. Như thế nào lại cho Giang Sách bỏ phiếu? Trừ phi, Thân Cung Huân trong đầu toát ra một cái phi thường đáng sợ ý tưởng, nếu như chuyện này trở thành sự thật lời nói, vậy sẽ đối với Vẽ Còn tập đoàn tạo thành tổn thương thật lớn. Đồng thời, nếu như sự kiện kia trở thành sự thật lời nói, cũng liền ý nghĩa Thân Cung Huân mộng tưởng vô cùng có khả năng có thể thực hiện, thật có thể đem Lão Thiên Tôn từ nơi này tràng quyền lực trong trò chơi đẩy ra ngoài. Thân Cung Huân hai mắt sáng lên nhìn Giang Sách, vẫn là tràn đầy mong đợi. Trên đài, người chủ trì cũng bị Giang Sách đột nhiên xuất hiện hách liễu nhất đại khiêu, bất quá hắn vẫn rất nhanh thì bình tĩnh lại, mặc dù Giang Sách xuất hiện, người chủ trì cũng không coi trọng hắn có thể thay thế được Lão Thiên Tôn vị trí. Đang tiến hành một cái lần đơn giản giới thiệu sau đó, bước tiếp theo, muốn chính thức bắt đầu tiến hành bầu bằng phiếu rồi. Tam đại người được đề cử đứng ở trên đài, sau đó từ thập đại đại đồng hồ người đưa bọn họ muốn bầu bằng phiếu người được đề cử tên viết ở trên một tờ giấy, lại đem giấy để vào đầu phiếu trong dương. Cuối cùng, từ người chủ trì tới xướng phiếu. Số phiếu cao nhất người sẽ trở thành tân nhất nhậm hội trưởng. Quy tắc vô cùng đơn giản, liền cùng lúc đi học chọn tiểu đội trưởng một cái đạo lý. Toàn bộ bộ đô sau khi nói xong, thập đại đại đồng hồ người, mỗi người đều cầm một trang giấy, một cây viết. Bắt đầu ở trên giấy viết xuống tên, sau đó gấp gọn lại rồi, từ lễ nghi tiểu thư đem giấy cho lấy đi. Trên võ đài, Lão Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Giang Sách, lạnh như băng nói rằng, Giang Sách, ta vẫn cho là ngươi là một cái so sánh bây giờ người, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm như thế vật đoán sự tình. Như thế này ta sẽ để cho ngươi tận mắt xem,
ta là như vậy làm sao trước mặt của ngươi được tuyển tân nhất nhậm hội trưởng? Giang Sách mỉm cười hồi đáp, không nên cao hứng quá sớm, Lộc Tử Thủy thủ còn chưa biết được. Hai người cái kia là ai cũng không phục người nào. Rất nhanh, 10 tấm tờ giấy đều đặt ở hộp giấy bên trong, na hộp giấy là thủy tinh trong suốt chế luyện, hoàn toàn công khai, không có bất kỳ hộp tối thao tác khả năng. Đương nhiên, Lão Thiên Tôn cũng không có cần phải hộp tối thao tác, dù sao đài dưới ngồi có thể toàn bộ bộ đô là của hắn người. Hắn đây chính là Dương Mưu, không cần phải nữa đi chơi âm mưu gì rồi. Lễ Nghi tiểu thư đem trong suốt thủy tinh cái dương đặt ở sân khấu trên bàn, ngay trước ba vị người được đề cử cùng với hết thảy hiện trường người xem mặt biểu diễn. Lập tức, người chủ trì cầm microphone đi tới cái dương trước mặt, tăng hắng một cái, hướng về phía mọi người nói rằng, hiện tại, liền do ta tới lấy ra bên trong tờ giấy, đến xem thử lần này thương nghiệp đồng minh bầu bằng phiếu hội trưởng, sẽ rơi vào nhà nào. Nói là nói như vậy, hầu như tất cả mọi người cho rằng, Lão Thiên Tôn biết được tuyển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.